Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Sáng hôm nay đi chơi hơi xa ha, Hàm Tân Bình Thuận 160 cây. Mà bây giờ thì mình cứ gọi chung là Red và Yellow. Và một số dòng mắt bò nó sẽ có body thon và dài. Ở Indo thì người ta cũng đang muốn đưa những cái dòng mắt bò này vào trong bẫy rồng. Trước kia Việt Nam mình rất là nhiều và nó nằm trong gọi là nguy cơ tuyệt chủng á, thì bây giờ đã được tìm thấy ở khu vực Tây Nguyên. Đây là có một cặp pháo hoa da báo. Thì cái loài cá này thì nó xuất xứ từ Myanmar với lại là Malay. Theo size một xe nó rơi vào tầm từ 1,5 triệu tới 2,5 triệu à. Nó đang đột biến thể gọi là như là thể platinum á. Mà vảy rồng là có những cái viền vảy trắng trắng đấy nè. Trắng trắng là gọi là vảy rồng. Thì con này là nó chỉ có 3 bạch. Ít bạch như thế này nó hiếm lắm. Dạ. Trên thị trường. Nó cũng phải chọn lựa rất là nhiều mới ra được nó. Dạ đúng rồi. Đây. Đây em đang có một cái hồ em nuôi kiểu gì? Đó là lóc bông anh. Lóc bông Việt Nam. Em hay cho anh khu vực này là nó tập trung khu vực này. Con này rất là dữ, nếu mà mình thò tay mà nó sẽ có khi nó là trên đây nó cắn luôn. Nuôi cộng đồng vậy nó có đánh nhau không em? Nó chỉ có anh, nhưng mà này em nuôi lâu chung với nhau lâu rồi. Nếu mà mình nuôi 2 con thì dễ cắn nhau, mà nuôi 4-5 con thì nó cũng sẽ hạn chế, nó có cắn nhưng mà nó ít hơn. Mà ở tự nhiên Việt Nam mình có những con chục ký là bình thường anh. Ghê vậy. Dạ, ở trong rừng mà U Minh Hạ, U Minh Thượng ở miền Tây anh. Đây có mấy anh em dưới miền Tây lên, rồi có anh em ngoài Hải Dương vô. Cũng quản ha các bạn ha, cũng là gọi là người đem cá lóc về Việt Nam đó, một trong những người mà triển khai cái mô hình chơi ở đây. Cảm ơn người nha. Nhắc tới lóc là chỉ có nghĩ tới là hấp bầu hay là nướng chui thôi. Mà khi mà anh chơi lóc rồi thì chắc chắn là món cá lóc là không có trong thực đơn của mình nữa. Xin tự giới thiệu là mình là Lý Cá Cảnh, thì cũng xin chào tất cả mọi người ha. Xin chào mọi người. Cảnh là Lê Việt. Chào anh em. Xin chào tất cả anh em trong toàn hồ lóc nha. Ok. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay sáng hôm nay đi chơi hơi xa ha. Sáng là dậy từ 3:30 sáng, đầu chạy từ Bình Dương về Sài Gòn. Từ Sài Gòn đi lên đây là Hàm Tân Bình Thuận 160 cây. Thì hôm nay là anh em cá lóc ốp ở đây ha, rất là đông đủ luôn. Ba miền trở về luôn. Hello em. Dạ, đây là dạ. Phước ha. Dạ. Ok, Phước sẽ giới thiệu cho mình các dòng cá lóc. Dạ. Với lại tâm sự một chút về cộng đồng cá lóc của mình. Dạ. Em mình đi từ hướng nào ạ? Hướng này được. Dạ. Cá lóc hiện nay được anh em rất là quan tâm ha, chơi rất là nhiều luôn. Dạ. Ốp ở Bình Thuận nha các bạn, nhưng mà Bắc Trung Nam là về hết, anh em miền Tây lên luôn. Dạ. Bình Dương đồ. Dạ. Hải Dương đồ, đầy đủ. Thì như anh Nam cũng biết rồi, thì cái lóc ở Việt Nam mình là cái thị trường mà cái giới anh em chơi lóc nó đang còn rất là hạn chế, hạn hẹp, và chưa có một cái ngày nào nó cố định để cho anh em apply và chơi, trao đổi kinh nghiệm và kiến thức. Thì hôm nay là tụi em cũng họp lại anh em ba miền, rồi có những anh em là kinh doanh về shop cá, hay là những người chơi, rồi mới họp lại ở đây để mình có một cái đưa ra một cái chuẩn và hướng đến là năm nay hoặc là năm sau mình có một cái cuộc thi lóc. Tại vì hồi xưa giờ Việt Nam mình chưa chơi anh. Chưa có một cái cuộc thi nào nó đáng chuẩn cả. Toàn là chơi kiểu như tự phát, và anh em có sự gọi là rời rạc trong trong chơi. Thì cái bộ môn này là bộ môn mới du nhập về Việt Nam tầm khoảng vài năm nay thôi. Thì dạ, cho nên là tụi em cũng có cái buổi họp này để phát triển với anh em, rồi cho bên nước ngoài thế giới cũng biết là Việt Nam mình cũng có chơi chứ. Dạ. Cái ba rem đồ tất cả mọi cái là mình cũng phải cần xây dựng ban đầu luôn. Dạ, thế nào là đẹp và chơi sao. Dạ. Sao đúng không? Dạ, đúng quá rồi. Là ok luôn. Là mình tại vì cái thang điểm về lóc này nó chưa có thì bây giờ tụi em mới ngồi lại với nhau, và anh em mỗi người một kinh nghiệm, rồi cách chơi như thế nào, rồi thang điểm là sao, thì mới ngồi họp lại với nhau để có một cái chuẩn. Và cũng ngày hôm nay là cũng ngày là 13 tháng 11, thì tụi em cũng muốn là sau ngày là những cái ngày này là ngày cố định, và anh em sẽ offline là có thể là hôm nay là ở Phan Thiết, năm sau thì có thể là ở Bình Thuận, ở trong thành phố Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng, Hà Nội, thì mình sẽ di chuyển và mọi người sẽ có một cái sân chơi và ngồi lại với nhau trò chuyện về cái đam mê của mình. Quá quan trọng rồi. Là phát triển đam mê coi. Dạ. Như là lấy cố định một ngày này xuống luôn 13 tháng 11. Dạ đúng rồi. Dạ. Nhớ để mốt đi chơi. Dạ. Thì con lóc này cơ bản nuôi rất là dễ anh. Tại vì như nhiều anh em chia sẻ, em nói là cũng có nhiều kênh YouTube, anh Nam cũng đã chia sẻ nhiều rồi, thì cái lóc này nó chơi rất là dễ. Mà đặc biệt thì lóc của Việt Nam mình á, thì chỉ có một số loài bây giờ gọi là đang trên đà tuyệt chủng, và đa phần lóc mình chơi là đa phần là lóc nhập từ nước ngoài. Dạ. Và đây thì mình có một bé lóc Red. Dạ. Thì cái con Red này thì nó em nó thực sự trong nhiều mà cái giới chơi á, thì ở bên Indo thì nó có nhiều tên, mà bây giờ thì mình cứ gọi chung là Red và Yellow. Và một số dòng
cho nó dễ. Còn anh em nào muốn chơi mà sâu hơn thì mình tìm hiểu vào kỹ hơn á, thì mình sẽ phân ra từng loài. Và loài ở đây á là người ta cái tên dựa vào cái con sông khai thác được, nhà khai thác được. Và mình thì sông ở Indo thì nó rất là nhiều sông, và mỗi con sông nó sẽ có một cái hình thái khác nhau. Dạ. Thì con này là một con Red Manito. Nhưng mà con này thì nó đang cái con này là gốc Indo, nhưng mà ý em nói là ở Indo mỗi một khúc sông là mỗi cái con cá nó khác khác chút đỉnh. Dạ đúng rồi, nó khác khác chút đỉnh. Và con này thì nó đang bị stress, với lại hôm nay là anh em nhiều khách hàng đến chơi, với lại là hôm nay chủ nhật mình offline số người đông, thì con lóc này nó cũng có cái nghiệt lắm anh. Có những con cái tính chất của nó là nó sẽ gọi là trầm tính, có những con là gọi là xung về tính. Cho nên là cái con này nó trầm tính, nhưng là khi người đến đông thì nó lại bị nhạt màu. Dạ kiểu giống như là stress một tí. Dạ stress hơi một tí. Mắc cỡ. Dạ mắc cỡ. Thì trong thang điểm thì con này thì đánh giá ở giới chơi gọi là con này gọi là lắc vảy rồng anh. Thì con này nó rất ít vảy rồng. Con này chỉ còn vài vảy thôi, nhưng mà nó được cái màu bình thường rất là tươi. Dạ con này là ít vảy. Dạ. Nhưng mà nó đen tuyền hết, nó nói dài từ vây tới đuôi thấy cũng đẹp chứ. Dạ đúng rồi. Rất là đẹp. Liền lạc chứ. Dạ. Rồi tiếp theo thì mình có bên này. Khu vực bên này thì nó là một dòng mắc bò. Lắc mắc bò. Thì em cũng không biết là cái tên này nó xuất phát từ đâu. Nhưng mà mình anh cũng thắc mắc. Dạ thì bây giờ thì mình dựa theo cái tên đó từ xưa giờ có, thì nó là dòng mắc bò. Mà mắc bò này là của dòng, là dòng của Thái Lan. Dòng của Thái Lan. Dạ. Thái Lan thì nó du nhập về Việt Nam tầm khoảng 1-2 năm về đây. Và cái dòng này thì nó khác với những cái dòng cá khác so với vảy rồng á, thì dòng mắc bò nó sẽ có body thon và dài. Thon và dài. Và mắc bò Thái thì nó có thêm vảy. Thì nó hiện tại là cũng một số người ở Indo thì người ta cũng đang muốn đưa những cái dòng mắc bò này vào trong vảy rồng. Nhưng mà dòng này thì nó có thêm trâu ở trên vai lưng và trên người. Dạ. Và dòng này thì đạt kích thước mà ở tự nhiên thì đã có ghi nhận là 1m8. Trời ơi, ghê vậy. Dạ, làm cái dòng mà gọi là cá lớn nhất, cá lóc lớn nhất. Wow. Dạ lớn nhất. 1m8 luôn. Dạ đúng rồi, 1m8. 1m8 là cao ngành 10cm á. Dạ. Trời bự dữ ta. Em có 1m6 là nó dài hơn em. Dạ. Là cái này nó ở Mekong hả ta? Mekong thì chung là hiện tại em ơi, ở Việt Nam mình nó cũng không có dính dáng gì lắm con sông Mekong. Ở và cùng một số khu vực. Đây, ví dụ như bên này là có một bé mắc bò Mekong. Dạ, Mekong nhưng mà được khai thác thì nó lại không nằm trên con sông Mekong. Thì em không biết là khi mà nó du nhập mà bắt đầu nó phát triển và nó tiếp cận đến ấy đó, thì nó em không biết là nó tiếp cận từ vùng nào. Nhưng mà nó thì được gọi từ xưa giờ nó là bên tên Mekong. Dạ. Mắc bò Mekong. Mắc bò Mekong thì con này rất là đẹp, vàng đẹp mà trâu rất là nhiều. Anh thấy đẹp á. Mà dòng này thì nó ở Việt Nam đã, và dòng này là ở Việt Nam đã được tìm thấy. Trước kia Việt Nam mình rất là nhiều và nó nằm trong gọi là nguy cơ tuyệt chủng á, thì bây giờ là được tìm thấy ở khu vực Tây Nguyên và giáp với biên giới Lào. Và con này hồi xưa em mua là của bên Lào. Dạ, của bên Lào về Việt Nam. Dạ, bây giờ Việt Nam thì cũng có rất nhiều rồi. Ở dòng này mắt đỏ nè, Mekong mắt đỏ mà bụng vàng, chấm trâu rồi rất là nhiều đẹp. Mà có nhiều anh em người ta gọi là trân châu đường đen là nó đại loại là vậy luôn. Trân châu đường đen. Dạ. Trân châu đường đen rất là nhiều. Dạ, rồi còn những cái hồ bên dưới này nói chung là cái khu vực này hơi bị hẹp nên mình không thấy được anh. Nó không sâu không ấy lắm. Dạ. Dưới này thì nó có một loại lóc gọi là lóc mini. Dạ, kích thước nó được tối đa của nó thì tầm khoảng là 15cm tới 20cm thôi. Kích thước tối đa. Nó và... cũng chắc cũng gần 15 rồi ha. Dạ, con này tầm khoảng 12 thôi anh. 12. Dạ. Và mà cái size sinh sản của nó tầm size 7-8 là sinh sản nè. 7-8 cm là bằng ngón tay út thôi là sinh sản. Dạ. Thì ở đây là có một cặp thì em đang ghép nó cho nó mút sinh sản. Và dòng này sinh sản ở Việt Nam cũng nhiều rồi. Dạ, nhiều rồi. Dạ. Ở phía sau lưng bạn Caramel là có một cái gọi là lóc vai xanh. Và vai xanh này là vai xanh của Việt Nam anh. Ở đây. Đây là bể vai xanh của Việt Nam. Và trong này thì nó đang có một sinh sản được một bầy cá con. Cá con giờ nó đang núp ở đâu. Đây có cặp bố mẹ và bầy cá con. Có bầy cá con luôn. Dạ, có bầy cá con trong này thì em không, nó dẫn ra phía sau rồi sao á. Dạ mà nó núp. Thì cái vai xanh Việt Nam này thì nó có đúng rồi, có bầy cá con nó nằm trong đấy. Vai xanh Việt Nam thì nó phân bố trải đều từ Bắc tới Nam. Và có trong này thì sẽ có những con là nó về trội hơn về độ đẹp. Mà trong này thì có một cặp này thì nó là gọi là đột biến. Đột biến, nó đột biến dưới bụng là nó có màu hơi vàng. Dạ. Và bên kia thì em có bầy cá con là nó vàng luôn, xanh tích luôn. Dạ, gọi là xanh tích. Hay ha. Dạ. Thì vai xanh Việt Nam này là được anh em chơi rất là nhiều. Cực kỳ nhiều luôn, những anh em mới và giá nó rất là rẻ. Tầm khoảng là 120-130 là mình có một con size kích thước lớn rồi. Kích thước lớn luôn. Dạ, nó thì nó cũng max size nó tầm khoảng 20 mấy. Nhưng mà bình quân trung bình á thì nó tầm khoảng là 15-18-20 cm. Dạ. Dòng này thì nó ở Việt Nam mình
dòng này Việt Nam cho nên là cũng dễ ghép cặp hơn đúng dạ. không? Dạ, mới lại là sinh sản cho nên là em bỏ lũa đồ nhiều để cho nó trốn, cho nó cho nó bớt tự nhiên dạ, cho nó tự nhiên là sinh sản rong bèo. Dạ. Ủa còn mấy cái dòng cá lớn trên này mình có làm được chưa ta? Sinh sản được chưa? Sinh sản thì hiện tại lắp ở Việt Nam đang là nhập hết anh. Nhập hết. Dạ, rất ít là sinh sản được. Dạ. Thì sinh sản thì nói chung là lắp này rất là dữ. Nuôi nó thì chỉ nuôi đơn lập một con thôi. Chỉ có một số dòng như Vaichan hay là Blair Harry hay là thêm Underground thì mình nuôi ghép cặp được, chứ còn lại là nuôi độc lập. Độc lập. Tại vì nó tính lãnh thổ rất là cao. Nó sẽ cắn nhau anh, cắn nhau. Thì kỳ anh đi là anh đi quay về lóc cũng nghe anh em chia sẻ là kể cả ghép con đực với con cá với nhau cũng là một vấn đề chứ không dạ, phải là rất là khó. Dạ, rất hòa là thuận khó. Đâu. Chứ không phải là hai con đực nó mới đánh đâu đúng không? Dạ. Cá kêu là chống mái chứ hả? Dạ đúng rồi, cá chống mái. Cá chống mái kêu được cá. Dạ, kêu được cái. Dạ tiếp tục khu vực bên này. Các bạn thấy mấy cái hồ nuôi cá lóc á, nếu mà mình nhìn lên là mình thấy có cái nóc lưới hết ha. Có cái tấm che lưới tại vì cá lóc nó nhảy ra ngoài rất là nhiều. Vì em nghĩ là hồi xưa cái tên ở Việt Nam mình là lóc là như thế anh, nó hay lóc là để ngược dòng nó đi lên cạn được, cho nên là cái con lóc này rất là nhảy. Khi nó nhảy thì mình bắt buộc là mình phải có lưới để mình bảo vệ nó khỏi tránh mất mát. Và nó phi ra ngoài là nó mất mát. Còn mấy cái tấm này làm gì em? Tại vì là ở đây là em nơi khu trưng bày nên em không muốn là khách hàng hay là những bạn trẻ tới đây chơi, tại vì em là quán cà phê mà. Thì các bạn vào cho ăn vào hoặc là thập tay vào nó sẽ cắn. Nó cắn thì rất là nguy hiểm. Con lóc này nó cắn ác lắm. Cái này anh thấy bắn dứt hết rồi sao mở ra? Em sẽ cho ăn ở phía sau. Phía sau. Em đây là có một cặp pháo hoa da báo. Thì cái loài cá này thì nó xuất xứ từ Myanmar với lại là Malay. Dạ. Còn Indo là bảy rong. Còn cái dòng này là ở Malay với lại là pháo hoa là Malay. Dạ. Còn vảy rồng là Indo. Dạ đúng rồi. Hồi nãy bên kia Thái Lan là dòng gì quên rồi. Có Thái Lan này nó cũng có một dòng vảy rồng. Đó là Surat Thani, thì hiện tại ở đây em vừa mới bị chết mất. Dạ thì không ở đây chưa có cá đấy, nó bị chết mất. Dạ. Thì cái dòng này là cũng nhỏ thôi em. Dạ dòng này nếu mà size kích thước mát nó tầm khoảng 30. Dòng này thì cũng dễ ghép cặp. Hiện tại em đang ghép cặp một trống một mái. Dạ một trống một mái. Một trống một mái. Chưa đẻ ta? Dạ chưa anh, nói chung là ở đây thì nó cũng rất khó đẻ anh, quán cà phê mà. Quán cà phê thì cũng đông người mà nó cũng bị hạn chế. Yên tĩnh đâu hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Bình tĩnh lại. Yên tĩnh hơn. Dòng này cũng gọi là dòng nước lạnh. Dạ. Nếu mà trong lóc thì nó sẽ chia ra hai dòng, một dòng nước lạnh và một dòng gọi là nước ấm. Và nhiệt đới đó thì dòng này là dòng nước lạnh. Thì cái môi trường và nhiệt độ thích hợp nó từ tầm 22 đến 26 thì nó sẽ phát triển về đẹp nhất, đẹp nhất. Còn mình nuôi ở Việt Nam thì như em đang chơi đây thì nuôi theo kiểu là có gì chơi nấy nên không setup cho nó một cái hồ chuẩn về lạnh. Dạ chuẩn về lạnh. Cái lóc Việt Nam mình là cũng là nước ấm mà. Dạ nước ấm. Dạ. Nước lạnh thì nó sẽ đẹp hơn. Dạ đúng rồi, nước lạnh sẽ đẹp hơn. Cái màu nước lạnh thì hiện tại trong nước lạnh thì nó có những cái dòng cao cấp như là Baika ở Việt Nam đang gọi là hoàng đế. Giá trị rất là cao. Dạ giá trị nhập từ Ấn Độ và rất là cao. Khoảng bao nhiêu ta? Thì hiện tại thì con cá đó thì người ta đang bán với theo size, một xe nó rơi vào tầm từ 1 triệu rưỡi tới 2 triệu rưỡi à. Ồ. Dạ. Theo cm ha. Dạ theo cm. Hàng đẳng cấp phải vậy. Dạ, nhưng mà ở đây thì em hồi trước anh lên Sài Gòn thì em có chân, nhưng mà bây giờ ở đây thì không chân được tại vì con đáy nó nuôi ở chế độ rất là kỹ. Dạ, cái hồ setup rất là chuẩn nữa thì nó mới phát triển tốt được và độ đẹp nó mới cao được. Dạ. Theo em thì nhiều năm chăm cá lóc thì những cái yếu tố nào để chăm một bạn cá đẹp ta? Em chơi thì trải nghiệm rất là nhiều rồi, mà em cái yếu tố mà chăm cá lóc á thì nó cần phải duy trì một cái lượng nước. Và con lóc này nó thích nước cũ. Và nước cũ mà anh chơi nước rất là ok rồi thì nó sẽ phát triển rất là đẹp. Còn nếu mà mình cứ thay nước thường xuyên á thì nhiều lúc nó sẽ có vấn đề là nó bị nhạt màu. Rồi nó bị stress. Mà con lóc thì nó thích nước cũ và mình cứ duy trì cho nó như vậy. Và cái chế độ cho ăn thì nó đơn giản. Dạ, cho ăn thì một ngày một cử, hoặc là hai ngày một cử còn thoải mái. Và lóc này thì nó nhịn đói được rất là lâu. Tầm khoảng một tháng là bình thường. Dạ, bình thường luôn. Quá ok luôn. Dạ. Giống như nãy em có chia sẻ là công việc của em cũng hay đi tới lui, cho nên là cái việc mà coi như là không cần phải thường xuyên cho ăn là nó cũng rất là tiện lợi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Mà một tháng không cho ăn nó ảnh hưởng gì tới sức khỏe không ta? Nó em thấy như hồi xưa em ở Hà Nội á là em một tháng không cho ăn thì nó ốm xuống một tí thôi. Nhưng mà sau đấy mình cho ăn lại một tuần là nó lại hồi lại thịt, hồi lại tất cả mọi thứ lại rất nhanh. Và con cá nó vẫn sung là bình thường, nó không có một cái bệnh gì hết. Ồ, lát mình nó dễ ở chỗ đấy. Dạ. Rồi nãy anh em mình cà phê với nhau, em có chia sẻ là có nhiều bạn cá mà đi xa về nó bị tuột màu, bị stress đâu này nọ đó. Dạ. Thì khi mà về tay em á thì em cũng chăm sóc đồ lại rồi nó lên màu lại. Thì em có thể chia sẻ kinh nghiệm này cho mấy anh em newbie chơi. Cái ở con lóc á thì mình khi mình quá trình vận chuyển thì nó về nhà mới, rồi nước mới, môi trường mới thì nó bị stress. Thì cái em chăm cá thì nó đơn giản thôi, em về em sẽ là ngâm cá giống như những dòng cá khác, rồi mình sẽ thuần nó từ từ.
Và đầu tiên là con cá lóc này mình cứ dành thời gian cho nó chơi với nó nhiều, chơi cho nó nhiều thì nó sẽ rất là nhanh dạng anh. Bên cạnh đó mình có một cái số loại nước anh em đang chơi lóc thì chơi nước màu, cái nước môi trường nước màu giống như beta đó anh, thì nó sẽ là thuần và nó dạng nhanh hơn. Là mình chơi áp dụng nước màu vào với lại là mình chơi một số này, tức là ngồi tương tác với nó nhiều thì nó sẽ dạng. Mình thuần bất kỳ một cái loài như là anh chơi bò sát hay là chim cảnh á, mình phải ngồi thời gian của nó tương tác thì nó sẽ dạng và mình thời gian nó sẽ ok anh. Ví dụ như bây giờ chơi, ví dụ con cá lóc này chơi như thế nào, em có thể cho biểu diễn thử cho anh coi thử không? Dạ. Là mình ngồi mình chơi làm sao? Dạ. Ví dụ như con cá này đi. Thì cá nào con? Em sẽ có nhiều cách chơi. Ví dụ như một con cá mới về như thế này thì em sẽ xúc gọi là set up cho nó một cái hồ chuẩn. Ok. Chuẩn ở đây là gì? Em sẽ không tạo cho nó những cái môi trường núp. Và cái bản năng dòng săn mồi nó sẽ hay núp để săn mồi, và mình tạo cho nó cái môi trường là trốn thì nó sẽ rất là lâu thùng. Còn mình sẽ làm cái hồ nó trống, càng trống càng tốt để mình tương tác được với nó nhiều hơn anh. Cái thời gian mình tương tác với nó nhiều thì mình sẽ là nó nhanh thuần hơn. Với lại là mình có thể là sử dụng những cái gấp thức ăn, mình sẽ nhử, với lại mình cho ăn những cái thức ăn mà gọi là có thức ăn á, thức ăn mà nó thể là đồng đại như là giun hay là những cái con cá mồi sống. Cá mồi sống thì nó vào thì cái bản năng săn mồi nó sẽ dí, nó táp, nó săn mồi thì là nó sẽ dạng dần dần. Và cái cảm giác là lúc nào nó được gặp mình mà nó sẽ được ăn thì nó sẽ càng ngày nó càng quấn mình và nó càng dạng. Hay quá. Ok các bạn, thì đó vừa mới nói chuyện với Phước xong á, thì cái cách đó nó cũng giống như là bên iguana ha. Thứ nhất là nếu mà mới về nhà mới anh em set up chuồng nó thoáng thôi, đừng có để cho chú con iguana y chang vậy luôn. Nếu mà em để cho nó hóc hang nhiều quá, nó chui chỏng nó núp không à, là rất là khó thuần luôn. Thì cũng tương đồng như thế này, cũng dành thời gian tương tác bên bò sát, anh gọi là tương tác bằng mắt á, nghĩa là mình ngồi mình ngắm nhìn nó thôi chứ cũng không cần làm gì cả. Tạo cái sợi dây kết nối thì từ từ nó sẽ dạng dĩ ra lên. Đúng rồi anh. Thì hiện tại thì hôm nay là đang họp nên là anh em tập trung là đã rất đông, cho nên là mình chia sẻ thì một số dòng cơ bản cho anh em với lại là quay một số hình ảnh. Ok. Hình ảnh đây tiếp tục ra là một dòng nữa cũng là mắt bò anh. Nhưng mà con này là mắt bò xanh của Indo. Mắt bò xanh của Indo. Thì hiện tại ở em thì đang có 4-5 dòng mắt bò. Dòng này dòng mắt bò xanh Indo. Nhưng mà mình gọi là mắt bò xanh khi mà mình nuôi ngoài tự nhiên á, ở tự nhiên thì nó da rất là xanh và màu nó phát triển tốt. Nhưng mà khi mình nuôi trong môi trường nhân tạo thế này thì nhiều lúc nhiều con nó không được ánh cái sắc đẹp tự nhiên được. Nó sẽ có một số hạn chế cố định. Ở ngoài tự nhiên thì nó giống như nó tự tin rồi, nó làm chủ hết mọi cái, nó sẽ lên cái hết cái tố chất của nó. Đúng rồi ạ. Chắc là em sẽ giới thiệu một số dòng đang đẹp ở đây. Chắc em mời anh Nam sang bên này mình xem một số cá thể nó đẹp hơn một xíu. Tại đây phía bên dưới đây nè, mình có một con đột biến lóc Việt Nam. Dòng này là dòng Việt Nam nhưng mà cái dòng này nó lại là nằm ở khu vực miền Bắc. Khu vực miền Bắc. Còn khu vực miền Nam mình thì nó có những có một cái dòng giống như là trầu dày. Trầu dày rồi trong miền Nam, ở miền Tây á, trầu dày rồi có thêm lóc bông. Thì cái con này thì nó là phân vùng ở miền Bắc. Phân vùng ở miền Bắc. Con này gọi là chuối hoa. Bắc không phải, người ta gọi là chuối hoa. Mà con này nó đột biến gì em? Nó đang đột biến thể gọi là như là thể platinum anh. Platinum. Nó hơn màu trắng. Thì ở trong lóc thì nó sẽ có hai rất là nhiều thể đột biến, nhưng mà hai thể đột biến nổi nhất là xanh thiết và platinum. Xanh thiết là nó hơi màu vàng. Platinum. Platinum. Ok các bạn, nếu mà nói về lóc thì nói chung con cá lóc là một cái món ăn truyền thống của Việt Nam mình ha, nhưng mà thời đại bây giờ thì lóc nó là một thú chơi, làm thú chơi và rất là đa dạng dòng luôn. Đúng rồi. Hiện tại mà nó có tới trên dưới 100 dòng. Trên dưới 100 dòng. Hiện tại là có trên dưới 100 dòng, thì ở Việt Nam mình thì còn bản địa Việt Nam mình tầm khoảng 5-6 dòng. 5-6 dòng. Như là mắt bò Mekong, rồi vây xanh, rồi trăn trâu là bản địa của Việt Nam mình. Rồi lóc bông, rồi chuối hoa thì nó tầm khoảng 5-6 dòng. Nếu ở Việt Nam đã có 5-6 dòng rồi. Rồi mình nhập ở Indo, rồi Malaysia, rồi Thái Lan, rồi nó có nhiều dòng nữa. Và của Ấn Độ. Thì bây giờ Việt Nam mình đang chơi kiểu lóc từ tầm khoảng 4 nước đấy là chính. Các bé mà trong hình các bạn đang xem là một dạng đột biến của con cá lóc miền Bắc. Đúng rồi. Miền Bắc gọi là cá quả. Miền Bắc cá quả là cái tên chung anh. Tên chung. Cái này là dòng cái dòng riêng trong cái chung á. Đúng rồi, thì nó sẽ giống như là ngôn từ ngữ địa phương anh. Ở ngoài đó là người ta có cá sộp, cá chuối.
rồi cá quả, đó là ngôn ngữ địa phương, mà cá quả là tên chung là chuối con, cũng là nó. Dạ, chuối là con này. À, con này là chú hoa. Là chú hoa. Dạ, còn con lóc đen ở trong miền Nam mình á thì gọi là cá sộp. Đó. Sộp hả? Dạ, đó là cá sộp. Tại vì em là xuất phát từ dân câu, em đã đi câu hầu hết ở Việt Nam mình rồi, các tỉnh rồi. Ồ, trải nghiệm đầy đủ hết. Dạ, trải nghiệm sau đó thì không có thời gian rồi bắt đầu mình mới chơi cá lóc thì mình không còn đi câu nữa. Đúng rồi. Nuôi nó mà câu nó giận luôn. Dạ. Nó giận luôn. Dạ. Ok, rất là đẹp hả bạn ha, nó nó trắng bạc ha, con này nó thiên về trắng đúng không? Dạ đúng rồi, nó thiên về trắng. Trắng là thể platinum. Mà con này thì nó cũng chưa toàn phần cho nên là mắt nó chưa chuyển qua đỏ. À. Dạ, con này nó đang vẫn còn là mắt mắt đen. Đen. Dạ, dạ. Ok các bạn, nếu mà về cá lóc thì nó cũng có những dạng đột biến ha, và nó rất là nhiều dòng. Con cá lóc này nó có dạng hybrid không ta? Nghĩa là mình phối dòng này với dòng kia. Hiện tại thì chưa sinh sản được anh, chưa sinh sản được, nó kiểu như đang lai tạo tự nhiên thì có thể nó đột biến thể này thể kia, còn mình chưa nuôi được thành công về vấn đề mình nuôi sinh sản. Ok, chắc là trong tương lai. Dạ, với thứ hai là giá trị con cá này nó cao. Và cái thứ ba là cái bản tính của nó hung dữ. Mình ghép cặp thì nó sẽ bị rất nhiều ảnh hưởng. Dạ, nên là nhiều lúc rủi ro cao, cho nên là dòng này là dòng tụi em sưu tầm, cho nên là cũng nhiều lúc cũng sợ rủi ro. Hy vọng là trong thời gian sắp tới là chúc anh em sẽ làm được. Dạ. Thì thật ra có những cái dòng mà lúc mà nó mới xuất hiện á, thì mình nghĩ nó rất là khó, nhưng mà dạ, mình đam mê, mình tìm tòi từ từ nó cũng vô dạ, hết đúng rồi. Dạ, vô được hết rồi. Coi cũng đẹp quá nè. Dạ, anh em đang bàn luận về một con cá nó rất đẹp ở đây, nói chung là nó đẹp nhất nhà rồi khu vực này. Tiếp theo đây là một bé barito, nhưng mà bé này cũng một dạng đột biến. Ồ. Đột biến ở đây thì barito của anh thì những cái dòng vảy rồng này nó sẽ có rất là nhiều vạch. À. Nhưng mà bé này chỉ có 3 vạch thôi. À. 3 vạch, nếu mà anh em chơi lắp thì anh em sẽ biết là con này chỉ có 3 vạch. À, nó khác biệt. Dạ, nó khác biệt, con này chỉ có 3 vạch, những con dòng khác này tầm khoảng 5 vạch, 7 vạch. À, nhưng mà con này chỉ có 3 vạch. Vạch ở đây bên em á là cái đoạn đen nè, cái khoảng đen này. Dạ, cái khoảng đen này gọi là vạch. Mà vảy rồng là những cái viền vảy trắng trắng đấy đó. Trắng trắng là gọi là vảy rồng, thì con này là nó chỉ có 3 vạch. Và con này thì nó cũng rất là hiếm. Tại vì nó cái số lượng mà để ít bạch như thế này là hiếm lắm. Dạ. Trên thị trường nó cũng phải chọn lựa rất là nhiều mới ra được. Dạ, nó đúng rồi. Cũng may mắn mà sở hữu được một con. Dạ. Rồi tiếp theo bên này. Dạ. Đây như bình thường là 5 bạch rồi đúng không? Dạ. Con này màu đẹp hơn. Dạ, màu đẹp. Con này màu rất là đẹp, rất là tươi luôn. Dạ. Con này rất là tươi. À, con này thì nó có nhiều vạch, và mình gọi là khi mà mình chơi sâu mình phân vùng anh, phân vùng nó sẽ có đặc điểm khác nhau một tí. Cho nên mà biết lại là cá của Indo thì mình nhiều lúc mình mua thì Indo thì người ta có thể là truyền cho mình cái tên này, thì mình sẽ ghi nhận nó với cái ngoại hình đó là cái tên đó. Thì con này là một bé Sebangau, Red Sebangau. Dạ, nó khác với những cái vạch của con Barito hay là những một cái số con khác hay là băng carabun ở thị trường Việt Nam đang anh em chơi rất nhiều. Dạ, mà để nói sâu về mà cái độ phân biệt, độ khác nhau á, thì mình sẽ mất rất là nhiều thời gian. Cho nên là em sẽ không nói sâu về cái độ phân biệt, và anh em nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì mình có thể tham gia những hội nhóm trên Facebook, rồi có những anh em khác sẽ truyền lại kinh nghiệm và phân biệt nó chuẩn nhất. Dạ. Hiện nay anh em mình chơi là vẫn dựa trên những cái thông tin từ Indo. Nước bạn. Dạ, từ nước bạn chứ còn Indo là chính à. Dạ. Cái dòng vảy rồng đó thì nó xuất xứ ở Indo là rất là nhiều luôn. Và Indo nó có, em nghĩ là nó có vài chục dòng. Và mỗi dòng ở đây á là người ta phân theo cái con sông anh. Mỗi con sông thì giống như lúc nãy em nói đó, nó sẽ có một cái đặc điểm nhận dạng khác nhau. Và mình tên tiêu chí là tầm khoảng 80% thôi. Còn trong một bầy con cá mẹ đẻ ra nó không thể nào giống hết với nhau. 100% nó sẽ có những thành phần, những con cá nó khác biệt, giống như cái con cá này thì nó khác biệt về cái loài cùng loại. Dạ, nó là có 3 vạch. Nói chung là mình phải chọn lọc ra, nó đẻ ra ăn bầy xong mình chọn lọc ra con nào đẹp mình chơi sưu tầm. Dạ đúng rồi. Mà mình mua bên đó thì mình mua số lượng nhiều rồi với lại cá lớn. Dạ. Con cá này gốc nó Indo, bên đó nó mắc không ta? Nếu mà Indo thì nó cũng rẻ thôi anh. Tại vì nó là cá bản địa, cá lóc Việt Nam mình á, bản địa. Nhưng mà khi mình vận chuyển về mình tốn rất nhiều chi phí. Vận chuyển rồi từ chăm sóc, thứ hai là về hao hụt. Tại cái dòng này nó khó vận chuyển hơn những dòng cá cảnh khác. Tại sao khó vận chuyển à? Nếu mà anh em chơi rồi sẽ biết là con lóc nó sẽ thở đớp nước. Nó không thở, nó thở một phần nhỏ oxy trong nước thôi. Nó chỉ thở đớp nước. Dạ, thở đớp nước, nên là con cá mà khi mình vận chuyển về thì không dùng được thuốc mê như cái rồng hay là những dòng khác mình dùng thuốc mê được. Mà mình bơm oxy tươi, con này nó oxy tươi chỉ hỗ trợ một phần nào đó thôi, còn nó chỉ thở đớp nước. Dạ, thở đớp nước coi như là vận chuyển nó là phải cho nó sống hoàn toàn luôn. Dạ. Chứ không có chụp thuốc mê giống như loài kia được. Dạ đúng rồi. Ồ, như vậy khi là mà quá về khó. Về Việt Nam thì nó lại môi trường nước nó khác biệt nữa, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều về sức khỏe của con cá. Như sức chịu đựng của nó trên quá trình vận chuyển là khoảng được bao nhiêu ngày, bao nhiêu tiếng nè? Nếu mà con cá mà em đưa về Việt Nam rồi, em thuần rồi mà em ship đi cho các bạn khu vực miền Bắc và Tây Bắc á, thì em ship được một tuần. Trong một tuần, trong một cái gọi là một cái kích thước nó phù hợp với lượng oxy nó phù hợp. Thứ hai là cái nước nó phải chuẩn từ ban đầu, và
và em sẽ cắt thức ăn, em không cho ăn nó tầm khoảng là 3 ngày 5 ngày 7 ngày, mình sẽ được cái thời gian mình vận chuyển sẽ tốt hơn. Dạ. Rồi tiếp theo thì dưới này có một bé này là khá là đặc biệt. Nếu mà anh em ở Việt Nam á thì đi câu hay là ăn thịt thì cái dòng này là con lắc đen của Việt Nam à. Nhưng mà con này là thể đột biến xanh thích, con này mắt đỏ và đột biến màu vàng giống như một thỏi vàng luôn, cực kỳ đẹp. Quá đẹp. Dạ. Hiện tại là tiếc một cái là em không mang được hết về những con đột biến về đây. Trên shop trên Sài Gòn thì đang còn một loại nữa thì cũng là chuối hoa, nhưng mà con kia thể trắng thì em có con thể vàng. Có thể em sẽ gửi cái ảnh cho anh Nam, anh Nam sẽ đẹp vô. Dạ, ép vào đi. Đẹp quá nè. Dạ, nó đẹp lắm. Đẹp, xuất sắc. Dạ. Con lắc thì kích thước rất là lớn. Dạ, ở Việt Nam mình thì nó ghi nhận lắc bò là đã rất là cao rồi. Còn Indo thì nó tầm khoảng 80 tới 1 mét là người ta đã bắt được dòng bảy rồng. Dạ, và em thì bên này có một con tầm khoảng size 70. Em mưa rất là to. Dạ. Thì lắc như anh em đang nhìn thấy ở đây á thì mình tất cả hồ mình đều có lập. Anh cameraman quay ra tí là cho anh em thấy cái lập này. Lập Phước chạy đều có lập. Trước đây có những anh em chơi lắc á thì bắt ở tự nhiên á, nó ở nước tù, một cái ao tù hay là một cái hồ vũng nước rất nhỏ thì con cá vẫn sống. Nhưng mà khi mình đưa về môi trường nhân tạo thì mình cái lọc này anh giúp cho loại bỏ những phân cặn, rồi giúp cho phí vi sinh nó phát triển nữa, nó tuần hoàn trong nước thì con cá mình nó sẽ khỏe hơn, sẽ khỏe hơn. Còn nuôi không lọc vẫn được nhưng mà mình sẽ cực hơn một xíu về mình xử lý nước, còn cái này thì mình khỏe hơn là có lọc thì mình đỡ được bao nhiêu phần. Dạ, nên là anh em nào chơi lọc á thì mình nên tham khảo về cái kiểu như lọc hạ lọc như thế nào rồi chơi ra sao cho nó phù hợp, cho nó đẹp là ok. Cái dạng nước này là khoảng bao nhiêu lâu mới thay một lần ra? Nếu mà em hồ mà em nuôi bán thì em thay có thể là 2-3 ngày hoặc là 1 ngày. Còn nếu mà hồ em chơi thì có những hồ em đã nuôi đến 1 năm em không thay nước. 1 năm không thay nước luôn? Dạ, em chỉ châm nước mới vào và em xử lý vi sinh và xử lý cặn trong hồ thôi. Còn có hồ rất nhiều anh em chơi 7-8 tháng, 7-8 tháng không thay, và nhưng mà mình kỹ một xíu thì mình châm nước mới vào thì nó giúp loại bỏ. Với lại là anh em mà chơi cá cảnh thì chắc chắn ai cũng biết cái chu trình nitơ, chu trình nitơ trong nước không? Thì phải xử lý thì mình nắm được cái kỹ thuật đó thì mình xử lý được, thì nước mình chơi 1 năm là bình thường. Dạ, con cá khỏe mạnh bình thường không vấn đề gì hết. Còn nếu mà anh em nào mới chơi mà không nắm được kỹ thuật đó thì mình cứ thay theo chế độ ổn định bình thường, ví dụ như 2-3 tháng hoặc 3-4 tháng mình thay. Dạ, tại vì khi mà mình con cá nó ăn ra thì nó sẽ có đi phân thải rồi nước tiểu thì nó sẽ tạo ra những cái khí độc như là NH3, NO3. Dạ. Những khí độc đó thì nếu mà mình không xử lý được. Nhưng mà cơ bản em xử lý mà đơn giản nhất là em trồng rong rêu nhiều. Rong rêu bèo nhiều thì nó sẽ xử lý được. Thì cái bèo nó sẽ hút những cái chất đấy. Dạ, hút tới nó loại bỏ chất độc thì nó giúp cho con cá mình cũng khỏe mạnh. Dạ. Ôi, con cá này nó cũng có cái dễ và cái khó ha. Dạ. Cái dễ là anh thấy là thứ nhất là chế độ ăn uống là cũng không có nhất thiết là phải mỗi ngày. Dạ. Ai mà bận bịu chút xíu là cũng ok. Dạ. Cái thứ hai là nước nôi là cũng không cần thay thường xuyên. Dạ, nó dễ. Nhưng mà hơn. Cái khó của nó là cái vụ mà thở đớp nước á, là dạ, trong quá trình vận chuyển nó sẽ khó. Dạ, khó trong quá trình vận chuyển thôi. Rồi bên này thì có một số dòng như ở đây em chơi thì em có chơi những dòng của Việt Nam luôn. Như cơ bản phía dưới này đó, một con trâu dày ở Việt Nam thì ở trong miền Tây mình là chỉ dùng ăn thịt thôi. Dạ, ăn thịt thôi. Ở đây thì em nuôi cảnh nó luôn, tại vì nó cũng có những cái độ đẹp nhất định. Nó độ đẹp nhất định mà khi mà anh chơi nó đang, con này đang bị stress thì nó cụp vai, nhưng mà vai nó có chấm bông rất là đẹp. Lắp bản địa mình nhưng mà nó rất là đẹp. Dạ. Rồi thêm này con dạ, này cũng ngầu á. Ở trên này thì có một bé, ở trên này tiếp theo đó có một bé là con này là trân châu, nhưng mà nó xuất xứ của Trung Quốc. Và Việt Nam mình cũng có trân châu nhưng mà sẽ châu ít hơn. Dạ, có một số lần châu của Việt Nam ý, còn con này thì em nuôi nó 3 năm rồi. Bây giờ nó già lắm rồi, nhìn cái đầu và cái khuôn mặt nó rất là hì hợm. Nó khác những cái con cá đúng trẻ rồi. Anh tính dạ, nói con cá nhìn cái đầu nó bự quá, còn cá kia đầu nó thuôn hơn. Dạ đúng rồi, nó rất là hì hợm luôn. Anh nhìn nó là con này nó, nhưng cái dòng này nó lại có một cái hay, khi nó kè nhau anh, nó sẽ phòng cái mang giống như beta. Giống beta. Dạ, bảy rồng thì nó không có kè như giống như con này. Con này nó kè rồi nó ra một cái mang giống y chang beta, có một cái luồng mang màu đỏ. Luồng mang màu đỏ. Dạ, ra rất là đẹp. Bé này rất là đẹp, bé này em nuôi 3 năm rồi. Kỷ niệm như là làm giữ mãi, khi nào nó gọi là đi thì thôi. Ôi, nếu mà dòng cá này hồi nãy em nói là có những con nó những cái dòng mà size to 1m8, chứng tỏ là tụi nó phải sống lâu đời lắm. Dạ, tuổi lâu thọ đời. Tụi này nó được khoảng bao lâu? Theo em tìm hiểu và ghi nhận thì nó có thể là sống 15 năm. 15 năm. 15 năm thì bây giờ mà tụi em nuôi á thì bây giờ là có con tầm 4 năm rồi. Là vẫn đang sống và phát triển rất bình thường. Còn để mà chứng minh theo đúng như vậy thì mình cần một thời gian. Tại vì lóc ở Việt Nam nó mới du nhập thôi, và mới chơi thì tầm khoảng 3-4 năm nay thôi, thì nó cũng chưa biết được hết là tuổi thọ.
mà em nghĩ là trong cái vấn đề mà đồ chơi mà mình phải cho nó một cái môi trường tốt thì nó tuổi thọ chắc chắn là sẽ rất là cao, cao là mình duy trì được. Đó, dạ rồi tiếp theo bên này thì có một quá bé, dạ bé này là gọi là trong dòng bảy rồng thì bé con này là gọi là yellow, dạ con này màu vàng, dạ màu vàng, màu vàng thì con này là được kích thước nó tầm khoảng hơn 70 rồi, hơn 70 cm. Được tính là khủng chưa ta? Nếu mà cái thời điểm em đưa con này về năm ngoái thì nó là khủng. Nhưng mà thời điểm bây giờ thì có nhiều anh em khác đã đưa về những con to hơn, có thể là 75, 75 rồi. Thì con này thì em nuôi hiện tại là cũng lâu lắm rồi. Và màu thì rất là tươi, vàng và óng ánh. Thì mà hôm nay là mình đi quay ban ngày cho nên nhiều lúc là cái con này mà ban đêm á anh bật đèn là nó sẽ rất là đẹp. À, nó dạ cái dạ, đẩy lên dạ, không? Dạ nó phản được cái độ màu. Và ở đây em chơi là toàn là đèn trắng bình thường thôi, đèn led này em mua rất là rẻ, tầm khoảng 100.000 tới 150.000. Dạ em không chơi đèn kiểu như bên cá rồng, anh em chơi cá rồng nó có cái đèn gọi là đỏ nước, đỏ cá không đỏ nước. Thì con này em chỉ chơi đèn trắng thôi để thể hiện cái màu nó tốt nhất. Chân mình, thật nhất thôi. Và mình sẽ kiểm soát được anh. Có nhiều lúc con cá nó bị bệnh hay là con cá nó bị ốm yếu, chỉ cần mình nhìn cái màu con cá là mình đã biết được cái sức khỏe con cá là sao và mình có cái cách khắc phục. Còn nếu mình đánh cái đèn màu những lúc con cá nó bị nấm hay là bị gì đó, con cá nó bị sức khỏe là mình không kiểm soát được. À, không nhìn thấy đúng không? Dạ. Rồi phía dưới này thì em có những bài cá coi sinh sản tại Việt Nam luôn, là vai xanh của Việt Nam nhưng mà thể đột biến. Canamen bên này nè, nó đột biến là màu vàng. À, đột biến màu vàng luôn, xanh thích hết luôn. À, đây xanh thích. Ồ, màu vàng. Dạ. Xí nữa chắc cũng có làm game tặng cho mấy anh em apply đây. Anh em nào muốn chơi trải nghiệm thì cũng sẽ có tặng. Dạ. Và em cũng hay nuôi mấy dòng này là đa phần em để tặng anh em là chính thôi, chứ mà dòng này ở Việt Nam bây giờ nó cũng rất là nhiều, sinh sản cực kỳ nhiều, vây xanh, vây xanh Việt Nam anh. Vây xanh nhưng mà đột biến cũng nhiều luôn hả? Dạ, nhiều lắm anh. Năm nay thì em nghĩ là nó sinh sản ở Việt Nam khoảng vài ngàn con rồi. Vài ngàn con sinh sản và được kiểu đột biến. Chắc nó hợp khí hậu mình, nó loài bản địa nó. Dạ, bản địa nữa. Dạ. Thì đây cái khuôn viên mà em vừa chơi vừa kinh doanh cà phê thì nó rất là rộng rãi. Ở ngoài này em mời anh Nam ra ngoài này, em có một cái suối, cái suối em làm một cái suối tự nhiên. Quá đẹp. Anh em từ khắp nơi ha, tụ tập về Hàm Tân ở đây để một lát sẽ có những cái chia sẻ đồ này nọ. Dạ, đây em mời anh ra phía bên này. Thì cái không gian này thì của anh Tiến của em thì là tầm khoảng một rộng 1.000-1.500 mét vuông. Dạ, chơi rất là nhiều. Đây, em đang có một cái hồ em nuôi kiểu gì? Đó là lóc bông anh, lóc bông Việt Nam. Chờ bá. Hay bên đấy, anh mời qua anh qua đây luôn. Qua đây mình nhìn nè. Tại vì em hay cho ăn tại khu vực này. Em hay cho ăn khu vực này là nó tập trung khu vực này. Con này rất là dữ, nếu mà mình thò tay vào nó sẽ có khi nó sẽ nên nó cắn luôn. Nó cắn nó sao nè? Cắn là sẽ chảy máu luôn anh. Chảy máu luôn. À, trong này có hai bé red, một hai bé red barito. Là hai bé lóc bông. Em đang nuôi cộng đồng. Xí nữa em cũng có thả thêm mấy bé xuống đây nữa. Dạ. À, nuôi cộng đồng vậy nó có đánh nhau không em? Nó chỉ có anh, nhưng mà này em nuôi lâu chung với nhau lâu rồi. Cái size này thì nó cũng là như là nếu mà mình nuôi hai con thì dễ cắn nhau, mà nuôi 4-5 con thì nó cũng sẽ hạn chế, nó có cắn nhưng mà nó ít hơn. Dạ. Kình qua kình lại đúng không? Dạ. Con lại là khu vực này em bỏ như thế này là nó cho nó chạy nó trốn. Cho nó chạy nó trốn. Dạ. Đây qua đây nè, hai con red nè. Dạ. Tại vì nó nằm dưới này thì cái màu mình không thấy nó tươi được giống như là trong hồ kính. À, con lóc bông này rất là đẹp luôn. Ôi con lóc bông đẹp quá. Dạ. Đây cá bản địa của Việt Nam luôn đó anh. Dạ, cá mà bản địa. Là kiểu dạng như normal luôn ha, tự nhiên nó là. Dạ, đúng rồi, tự nhiên luôn anh. Nhưng mà khi mà mình nuôi mà nó ổn định nó sẽ lên cái màu xanh nữa. Lên màu xanh rất là đẹp luôn. Dạ. Này size cỡ nhiêu ta, chắc cũng phải 60 ha. Con này thì nó tầm có một con tầm 70, một con tầm 60. Và nó hồi xưa em cân nó một thử một lần là nó rơi vào tầm khoảng 4 ký mấy. 4 ký mấy. Dạ, 4 ký mấy. 4 ký mấy nếu mà gọi là kia cũng trong dạng khủng rồi không? Dạ. Không, mà ở tự nhiên Việt Nam mình có nhiều con chục ký là bình thường anh. Ghê vậy. Dạ, ở trong rừng mà U Minh Hạ, U Minh Thượng ở miền Tây anh. Là nhiều cá lớn lắm. Dạ. Cái con cá mà coi như là thực tế ngoài đời mà em nhìn thấy là kích thước khủng nhất là em từng thấy là bao nhiêu? Nếu mà em nhìn thấy thì em có một con mắc bò Mê Công là em đưa về tới nhà em. Khi mang từ rừng về tới nhà em mà nó được kích thước tầm khoảng 80. 80 là con mắc bò Mê Công em thấy là con lớn nhất, dài nhất. Còn con Mê Công thì nó lại là thiên về chiều dài. Còn lóc bông thì em câu được một con tầm khoảng là 4 ký. 4 ký là con em câu được con to nhất. Mà bằng cũng có tầm con này thôi. Dạ. Cái con lóc bò đó giờ còn không? Khi mà trong quá trình vận chuyển từ rừng về anh, nó rất là xa. Khi mà mình con này nó ở giáp biên giới của Lào với lại Việt Nam. Mà để mà mang ra được
gọi là chỗ mà đi xe máy hoặc là xe ô tô được á, là nó khoảng tầm 5 tiếng đường rừng. Coi như là từ trong rừng sâu mà đi ra bìa rừng là thốt 5 tiếng. 5 tiếng, dạ 5 tiếng rồi đi về nhà em nữa thì nó quá quặng. Tại nó xa, với thay là con cá nó kích thước nó lớn. Mà mình đeo trên lưng mà một cái nước nó rất là lọc lạch. Dạ, sóng sánh thì mình đeo rất là khó. Em thuê nguyên một cái đội anh em người đồng bào chuyên đi vác thôi, nhưng mà anh em một người vác tầm khoảng vài cây số là chịu hết nổi. Dạ. Coi như là về cũng rất tiếc là không giữ được hả? Dạ không, nhưng mà chắc chắn là trong năm nay em sẽ phải đưa về một con. Dạ, tại vì cố gắng hết sức. Tại bây giờ em đã chuẩn bị rồi. Khi mà cái mùa này bắt đầu nước suối bắt đầu xuống, vừa rồi mình mùa mưa anh. Thì nước đã xuống thì mình sẽ là cho anh em người đồng bào ở bên Việt Nam mình với là bên Lào, người ta sẽ đi săn và em cố gắng đưa về. Dạ. Cái bây giờ cá này nó hay bị lỗi gì không ta? Lóc thì nó có bị lỗi anh. Lỗi giống như là em nãy em nói về vạch á. Nó sẽ có bị vạch, rồi thứ hai mà để chuẩn thì nó phải là màu và vảy nữa, nó nhiều yếu tố lắm. Mà bây giờ hôm nay họp là để đưa giao lưu với anh em là đưa ra một cái chuẩn, có thể là hôm nay chưa bàn luận xong về cái chuẩn, nhưng mà mình sẽ cố gắng là từ ngày hôm nay mình sẽ là cái mốc và có cái khung đồ này nè. Dạ, có cái khung. Dạ, đây anh em thấy rất là đông vui. Quá tuyệt vời. Dạ. Ủa đông anh em vui ha. Anh em sao không vô đây ngồi luôn? Đây có mấy anh em dưới miền Tây lên, rồi có anh em ngoài Hải Dương vô. Dạ. Rồi Đà Nẵng rồi Huế, Long An rồi Huế. Long An. Dạ. Bình Dương. Dạ. Rất là vui. Dạ. Ok các bạn, chuẩn bị vô để mà triển khai chương trình ha. Mọi người coi chương trình hấp dẫn là gì. Mình cũng khoái. Coi như là lần nào mà được đi chơi xa cũng ham chơi. Dạ. Anh em mời 10 giờ bắt đầu vô mà 3 giờ rưỡi là lo dậy. Dạ. Để chuẩn bị chạy ra đây rồi. Dạ. Rồi ok, thôi vô chương trình thôi em. Dạ. Em chuẩn bị đi. Anh cũng vô anh ngồi nghe luôn. Dạ. Đây mời anh Nam vô đây. Đây là chủ quán ha các bạn ha, cũng là gọi là người đem cá lóc về Việt Nam đó, một trong những người mà triển khai cái mô hình chơi đây. Chào mọi người nha. Ok. Dạ. Rồi anh em vô. Dạ. Ngồi chắc mình mời anh Nam vào đây. Hello. Xin chào mọi người. Dạ. Bây giờ chắc là mình bắt đầu được rồi ha. Lời đầu tiên thì cho tiếng xin gửi lời cảm ơn với anh em đã có mặt hôm nay. Thì như anh em đã biết thì cá lóc là một loại cá, nó cũng là cá lóc cảnh, thì một cái loại mô hình nó đây, gắn vô, gắn vô hả? Có rất là nhiều người chưa biết về cá lóc. Dạ. Và ở đây thì hầu như là mọi người đều chơi lóc thì biết rồi, nhưng mà riêng có rất là nhiều người nhắc tới lóc là chỉ có nghĩ tới là hấp bầu hay là nướng trui thôi. Thì mình là người bản địa Việt Nam, mình muốn thay đổi cái cách nhìn đó. Và khi mà anh chơi lóc rồi thì chắc chắn là món cá lóc là không có trong thực đơn của mình nữa. Đấy, thì cá lóc ở đây á, nó có rất là nhiều loài, nhiều chủng loài trên thế giới, và giá trị của nó rất là cao. Và khi nó về Việt Nam mình đây á, thì hiện tại cái giá trị cùng cá lóc nó cũng chưa cao lắm. Và hôm nay tại đây thì chúng ta offline, và có thể gọi là mình offline nhiều lần rồi, nhưng mà lần đây có thể là mình sẽ cùng anh em mọi người tuyên bố ra Hội Cá Lóc Cảnh Việt Nam sẽ thành lập hôm nay. Và cho phép tiếng nhắc lại cái chương trình mà chúng ta sẽ tham gia trong hôm nay. Có nghĩa là đầu tiên thì gặp gỡ, chào hỏi, giao lưu thì nãy giờ chắc mấy anh em cũng đã làm rồi. Cái thứ hai là sơ lược về kênh cá lóc thế giới và nguồn gốc của cá lóc Việt Nam. Thì ở đây á, có rất là nhiều anh em chứ chơi lóc hơi trước tiếng, ví dụ như Duy Dương này là bạn mà đã giới thiệu cá lóc cho Tiến biết và đã hướng dẫn Tiến chơi cá lóc như thế nào. Rồi thì cái nguồn gốc cá lóc á, alo, okay. Nguồn gốc cá lóc á thì nó vào Việt Nam mình á cách đây 7-8 năm trước rồi các bạn, nhưng mà hồi đó hầu như không ai biết. Và cái con cá lóc mà vào Việt Nam nó nổi tiếng đó là thường nó là con cá lóc vảy rồng từ bên Indo. Và hồi đó thì thường là anh Hùng, bây giờ anh Hùng thì chắc đi Mỹ rồi các bạn, thì ảnh là một trong những người sở hữu con cá lóc đầu tiên. Và những người mà nuôi cá lóc, kinh doanh cá lóc, ví dụ như là trước là có anh Long Vũ, Ken Nhi, hay là chơi cá lóc mà sinh sản tốt và am hiểu về cá lóc, ví dụ như anh Linh Tuấn Lê ở Đà Lạt, thì những cái người đó là bậc tiền bối chơi cá trước. Nhưng mà hồi đó nói để phát triển phong trào hay là thị trường thì chưa có. Đến bây giờ từ năm 2020 cho tới nay, tuy dịch
nhưng mà họ cá lóc lên phát triển rất là cao. Và chính nhờ cái sự phát triển cá lóc của Việt Nam mình mà Indo nó mới khai thác cá lóc mạnh đến vậy. Thì trước giờ Indo nó vẫn khai thác cá lóc, nhưng mà nó chỉ bán cho những cái đầu ví dụ Malaysia hay là Trung Quốc, thì lượng cá lóc của nó bán cũng vừa phải thôi các bạn. Nhưng mà khi Việt Nam mình chơi này thì cái tốc độ mà khai thác cá của nó mới thành cái tốc độ công nghiệp. Thì cá lóc, đa số khi nói về cá lóc thì các bạn sẽ biết tới là Indo là cái nôi của cá lóc, tại vì nó có nhiều dòng cá nhất. Thì các bạn biết cái địa lý của Indo nó cũng phải lớn gấp 6 đến 7 lần Việt Nam mà. Và cái số sông suối của nó thì nó nhiều hơn Việt Nam tới cả ngàn lần lần các bạn, chứ không phải là mấy chục lần đâu. Nên là cái số lượng cá lóc, số loài hay là đa dạng sinh học về lóc nó rất là nhiều. Và đến bây giờ cũng chưa có ai thống kê được hết các loài cá lóc. Thì như các bạn biết là mình là người Việt Nam, thì nếu mà cá lóc vảy rồng nó của Indo thì tên gọi sẽ là do người Indo quyết định, chứ không phải do người Việt mình. Nhưng mà khi mà người chơi mình tiến tới độ sát hơn thì cần phân biệt chủng loài, dòng. Thì thường người Indo sẽ lấy trên cái tên của nó là ở trên cung sông và gắn cho cái tên của cá lóc. Thì cái vấn đề tên gọi thì các bạn cứ để bên Indo nó lo. Còn khi mà người ta đưa cá về Việt Nam bảo đó là dòng gì thì mình cứ nghe thôi. Đấy, thì bây giờ trước tiên là các bạn chơi cá lóc đã, là thích cái dòng nào mình chơi dòng đó. Sau đó là mình sẽ bảo tồn cái dòng cá của Việt Nam trước, chứ không phải là bảo tồn cá của Indo hay của thế giới. Cá Việt Nam mình rất là nhiều, ví dụ như lóc đồng nè. Nếu mà các bạn muốn chơi lóc đồng nhưng mà như con đột biến, cái hồ thứ ba thứ tư từ bên trái tiến qua thứ ba thì nó cũng rất là đẹp. Rồi hoặc là có vây xanh, thì vây xanh mình là có những vây xanh giáp giới với vùng Lào đó các bạn, thì cái viền lửa nó rất lớn. Hoặc là vây xanh mà nhiều nhất các bạn thấy là ở Ninh Bình thì nó cũng rất là đẹp. Rồi hoặc là có lóc bông cũng khá là đẹp các bạn. Ở ngoài hồ cộng đồng này có 2-3 con này. Rồi cá lóc dày, rồi chuối hoa. Đấy, thì những cái loài cá lóc ở Việt Nam mình cũng rất là đẹp. Nhưng mà các bạn cứ nghe là ở của Việt Nam nên là các bạn không thèm chơi. Nếu mà các bạn muốn chơi mà đặc sắc thì có thể các bạn chơi loài đột biến. Đấy, thì tốt nhất là nếu mà anh em nào đã chơi thì nên có một con cá lóc của Việt Nam mình đó, để thể hiện là bản sắc dân tộc. Rồi, tiếp theo thì cá lóc vảy rồng á, nó là xuất xứ từ Indo, nhưng mà bên Malaysia nó vẫn có các bạn. Tại vì Indo với Malaysia nó có một số con sông cùng nhau mà, nó giáp giới. Đấy, nên là, nhưng mà Indo nhiều nhất nên mình có thể ở đây biết là tạm hiểu là cội nguồn của cá lóc vảy rồng là Indo. Rồi, thì cá lóc vảy rồng á, là cái tên vảy rồng là do người Việt mình đặt. Còn cái tên của nó là Maruliodes các bạn. Nên là khi mà các bạn muốn tìm hiểu về cá lóc á, thì các bạn nên gõ cái tên Latin của nó á, chứ không phải là gõ từ tiếng Việt vô. Lúc đầu nếu các bạn không biết thì các bạn gõ từ tiếng Việt vô, thì các bạn đọc nhiều bài nó sẽ có tên Latin của nó và tiếp tục mình tìm hiểu. Và nó có rất là nhiều tài liệu. Ở đây thì nếu bạn nào muốn tự tìm hiểu thêm thì phải đọc những tài liệu của người Indo, dùng Google dịch đó các bạn, thì mới hiểu rõ được. Còn ở đây toàn bộ anh em mình là mới chơi, có thể tạm gọi cá lóc mình là chỉ có từ năm 3 năm nay thôi, 20, 21, 22 thôi. Còn mấy năm trước mình bỏ đi, thì thông tin tài liệu nó còn rất là kém đó. Thì sơ lược qua về nguồn gốc của ở cá trên thế giới, tất nhiên có nhiều loại, ví dụ như, nhưng mà nổi trội nhất vẫn là ở khu vực Đông Nam Á mình, hoặc là Nam Á. Ví dụ như Ấn Độ có những dòng lạnh rất là nổi tiếng, vì Bacca là cá lóc hoàng đế, hay là nữ hoàng Auranti á, thì những cái loài cá nhiều màu sắc sặc sỡ á, thì nó đến từ cái khu vực Nam Á nhiều, ví dụ như là Ấn Độ hay là Myanmar. Tại vì các bạn biết không, những cái dòng mà màu sắc nhiều vậy, body mà nó không phải đồ sộ á, thì nó thuộc cái dòng mà nước lạnh, nước suối chảy. Còn những cái loài cá lóc mình nuôi thường là không phải nước suối chảy các bạn, là nước trong ao tù. À, hồi nãy xin lỗi các bạn là tiếng quên nhắc một loài cá lóc của Việt Nam nữa, đó là mắc bò Mekong. À, nó cái độ hiếm của nó còn cao hơn cá lóc hoàng đế nhiều lần.
cái độ hiếm của nó cao hơn nhiều. Và cá lóc hoàng đế thì nó, tại vì nó trong sách đỏ nên là khi mà các bạn mua bán thì các bạn biết rồi, 1cm tính bằng cm, mà 1cm thì từ 1,5 triệu tới 2 triệu, thậm chí 2,5 triệu. Nó rất là mắc, nhưng về độ hiếm nó không bao giờ hiếm bằng cá lóc mắc bò. Nên cung mắc bò Mekong của mình á, nếu các bạn chơi cũng nên có một con. Nó mang bản sắc Việt Nam nhiều. Và để tìm kiếm được nó thì hiện tại thì anh biết một số vùng, một số con sông luôn. Các bạn có thể nhờ dân câu đi làm, nhưng mà bắt nó cực kỳ khó, ở chỗ là vận chuyển nó về khó lắm bạn. Thì ở những con sông Đắk Minh nè, chung là Gia Lai nè, Đắk Lắk nè, rồi một số cái suối ở ở Phú Yên là nó sẽ có loài cá này. Nhưng mà cũng đi vào rất là sâu, đi vào rừng rất là sâu. Rồi cái này thì để mấy anh em mình thảo luận thêm khi mà ngồi chơi hay là đi ăn uống về nguồn gốc cá lóc trên thế giới. Tại vì cái này nó bạc ngàn lắm. Ví dụ ở Mỹ nó cũng có lóc mà mắc bò nó nhiều lắm. Nhưng mà ở Mỹ thì tuyệt đối cấm nuôi cá lóc các bạn. Nó xem cá lóc như là cá ngoại xâm và nó làm mất cân bằng hệ sinh thái. Đó. Và ở đây Việt Nam mình có thể là sinh đẻ được nhiều loài rồi, nhưng mà rồi có thể bắt cặp được, ví dụ nữ hoàng, nhưng mà hầu như vảy rồng là hầu như chưa có ai sinh sản được, hay là thấy quấn nhau chưa có ai. Nên là hy vọng là thời gian sắp tới thì các bạn sẽ sinh sản được vảy rồng. Sinh sản được vảy rồng các bạn yên tâm là nó sẽ không mất giá trị, tại vì nếu mà vảy rồng ở Việt Nam sinh sản được á thì con cá nó cũng sẽ không đẹp bằng cá bản địa đâu. Nên khi mà cá vảy rồng Việt Nam mình ở đây có bạn nào mà sinh sản được đi nữa thì anh nghĩ á, cái mức giá nó sẽ rất là rẻ, nhưng cá nhập vẫn là mắc hơn. Và hiện tại thì Indo nó đang khai thác ồ ạt, cộng với việc là cái nhu cầu cung cầu của mấy anh em mình nó đang bị lộn xộn, thành ra là cái giá trị của con cá nó bị đảo lộn nhiều lắm. Đấy, thì cái này thì tự động quy luật cung cầu nó quyết định, còn mình không quyết định được. Có nghĩa là khi mà giá cá xuống thấp, nhiều shop bán lỗ thì tự động shop phải nghỉ. Shop nghỉ thì sẽ ít cá bán thì giá cá sẽ lên. Cứ như vậy nó sẽ tự động cân bằng thị trường. Nên các bạn yên tâm, vì cái đó là không ai điều khiển giá được. Nên đừng có nói mà ông Tiến hay là liên kết với là máy shop để điều khiển giá là không được các bạn. Cái đó là quy luật tự nhiên rồi nha. Rồi về là cái đó là mình qua cái mục thứ ba là trao đổi về kinh doanh lóc á. Thì hiện nay á, như lì này, lì cá cảnh á, thì cũng ở gần shop của Tiến trước kia, ở trong đó thì cũng chơi cá nhiều. Rồi chết nam này làm 200 cái hồ các bạn, làm 200 cái hồ. Mà tại vì chết nam thì chắc là ít lên Facebook, ít có quảng bá nên các bạn không thấy cái dàn hồ cực kỳ nhiều. Nếu mà các bạn rảnh các bạn liên hệ mấy số các bạn đi tham quan thôi, kinh khủng lắm. Cái đây là chẳng qua là quán cà phê Tiến chỉ là làm bấy nhiêu để chơi thôi. Cá thì bây giờ Tiến nói là anh em cho tặng nhiều, nhưng mà không có thời gian chăm các bạn, chăm nó không hết. Cá đây Tiến chưa chăm cho đúng chuẩn đâu, và chủ yếu là để có cái mình ngắm để thỏa đam mê thôi. Thì bây giờ rất là nhiều anh em đã chơi cá đến số lượng là ngàn con rồi, nhưng mà chẳng qua anh em không nói á. Rồi có nhiều anh em nữa ở đây không có mặt nên không tiện nhắc tên thôi. Chứ còn là về cá lóc là các bạn sắp tới thị trường giá cá lóc sẽ còn thấp các bạn nha. Đó là nhận định của anh, tại vì lượng cá mà các cái trại đang giữ ở Việt Nam á, rất là nhiều cá. Ví dụ như vảy rồng đỏ á, lúc ngày xưa nhập thì tiền mua không con cá đó mấy trăm ngàn rồi, nhưng mà bây giờ về Việt Nam bán xe nhỏ vậy trăm mấy 200 ngàn à. Thì thành ra là nó rẻ đi là một phần á, là do mình nhập số lượng lớn. Cái thứ hai, lý do thứ hai đó là sau dịch cái chi phí vận chuyển nó thấp xuống. Và cái lý do thứ ba là lý do quan trọng nhất là bên Indo nó khai thác một cách rất là nhiều và nó cạnh tranh với nhau, nên là nó đẩy giá con cá nguồn gốc của nó xuống thấp đó. Thì thị trường sắp tới giá cá nó sẽ còn thấp nha, nhưng mà chất lượng con cá thì nó không có xuống thấp như vậy. Chất lượng cá là tùy thuộc vào người chơi. Mình có thể là mình tham khảo ở giá bên này 100, giá bên kia 200, giá bên kia 300, nhưng mà mình là người quyết định mua con nào, con nào ưng ý mình. Nếu mà các bạn kinh doanh thì các bạn cố gắng mua cá rẻ, tại vì mình mua số lượng lớn. Còn nếu các bạn chơi cá chỉ có 1 đến 2 con thì mình cố gắng mua con cá đẹp, đừng mua cá rẻ.
đó là thường là lời khuyên anh. Còn có nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi là thì nếu mà chơi lâu như anh em á thì em biết con nào đẹp, chứ giờ em không biết con nào đẹp xấu nên là cứ rẻ em mua thôi. Thì cái điều đó cũng là điều đương nhiên thôi, nếu mà mới chơi thì anh em cứ chấp nhận vậy thôi, là mình cứ mua con rẻ thử rồi mình trải nghiệm, rồi từ từ là mình biết như thế nào sẽ đẹp. Và cái quan trọng nữa, cái đó chỉ là 30% thôi các bạn, 70% là do tay nghề mình nuôi lên. Ví dụ như cái đám cá này nè, bỏ trong Sài Gòn không bao giờ đẹp được. Anh đem ra số máng này ở Sài Gòn về, nhưng mà ở đây nguồn nước đẹp, không khí xung quanh nó mát mẻ, rồi cây cối, nói chung là nó thành một cái hệ sinh thái tốt thì con cá nó đẹp lên. Chứ không phải là anh cho ăn kết màu, kết kiết gì hết á. Các bạn ra thấy là anh cho ăn cá đó, anh mua cá anh để từng bịch sẵn anh cho ăn. Rồi anh hay cho ăn cá này, sâu này, tép, đó là ba loại đồ ăn anh hay cho ăn. Đấy. Rồi, giới thiệu một số loại lóc đột biến và cách phân biệt trong máy. Thì ở đây lóc đột biến thì đơn giản lắm các bạn. Các bạn cứ lên mạng search cái con cá ví dụ vảy rồng đỏ, mà nó lỡ và nó khác cái con đó là thành đột biến thôi. Ví dụ như cái body của nó tự nhiên gãy cái gọi là đột biến, đột biến về body. Còn ví dụ con cá đó tự nhiên nó màu đỏ mà nó chuyển thành màu trắng thì đó là đột biến về sắc tố. Thì nói chung nó khác với con cá thì mình có thể liệt nó vào đột biến. Thực ra đột biến là một loại dị tật, nhưng mà mình chơi cảnh mình không thể gọi con cá đó là dị tật được, mình gọi nó đột biến cho sang trọng. Và thường mình chơi cảnh mà mình sẽ thích độc lạ, thì những cái con cá đó thường là độc lạ ít hiếm thì mình chơi thôi. Nhưng nên nhớ con cá đột biến tuổi thọ sẽ thấp hơn, sức đề kháng thấp hơn, nên anh em nên có một cái chế độ chăm nó tốt hơn. Đấy. Về phần trống máy, nó sẽ chia là ở Indo nó chia thành là 3 cuộc thi. Vảy rồng thì tại vì quốc cá của nó rồi nên là nó phải thi là vảy rồng đỏ một cuộc, vảy rồng vàng cuộc. Nhưng mà nó sẽ có thêm cuộc thi cho những cái dòng lóc lạnh, ví dụ như tiểu hoàng đế rồi các bạn. Thì đa số những cái loài cá lóc mà dòng nước lạnh, ví dụ như mình là vảy xanh á, hoặc là những cái dòng mà body nước lạnh á, thì nó phân biệt trong máy vào thêm màu nữa các bạn, theo màu sắc nữa. Thường con đực nó sẽ là màu đẹp hơn, thường thôi nha các bạn. Nhưng về vảy rồng là không có vụ con đực đẹp màu hơn các bạn, thường tỷ lệ màu đỏ của con đực sẽ trội hơn thôi, nhưng mà các bạn không thể so sánh. Thì 100% các bạn muốn xác định trống mái không bằng hình thái đâu các bạn, các bạn phải xác định bằng hậu môn. Cái đó thì bây giờ nói nó khó thì để sau này mình sẽ nhờ anh em làm một cái bài viết chụp hình cụ thể từng phần lên cho anh em phân biệt luôn. Tại vì mình chơi cũng bây giờ là mấy anh em chơi cũng lâu rồi nên là bắt đầu anh em thích ghép cặp rồi đó, nên là bắt đầu anh em quan tâm tới việc trống mái như thế nào rồi. Rồi, trị một số bệnh cơ bản thì như ở đây có một số cái chuyện lạ có thật, ví dụ như là anh đã từng hô hấp nhân tạo cho con cá rồi, và ở đây là không phải là một mình anh mà lúc đó có nhiều người nên là nói rồi, mà nghe là con cá lúc đó là nó bị sốc nhiệt và nó chết rồi, nó ngưng thở luôn, cả tầm cỡ mười mấy giây nó mới thở lặn, thì hầu như là con cá nó chết rồi, để lật ngửa rồi, nhưng mà anh cứ vẫn hô hấp nó và lên, và anh hô hấp đã được 2 lần rồi và cứu sống hết. Còn bệnh thường gặp của cá đó là khuẩn nè, nấm nè, sùi màu gà rồi đó. Thì những cái bệnh mà nặng nha, như con có một con bé di lô kia là nó bị bể hù nên nó nằm ở dưới cọ cái này các bạn 2 ngày thì nó bị hoại tử vùng này luôn, và sau đó anh bỏ vô nước thì nó lên nấm như thế này nè các bạn, nấm cổ thụ á. Thì anh chỉ đánh một lần đó là xanh metilen, cái chai xanh metilen á là dùng cho người nha các bạn, ra tiệm thuốc tây mua có 8.000 đồng thôi, kết hợp với muối ột, các bạn đặt luôn, các bạn không pha nước nha, rồi xoa trực tiếp vô. Khi xoa trực tiếp đó, nếu các bạn mới chơi á, 90% cá sẽ chết. Còn anh á, cá lật ngửa luôn, đánh xong là cá lật ngửa tục nhớ hết các bạn, muối mà vô là nó lóc luôn quá. Rồi anh rõ xuống oxy và anh nhỏ 1-2 giọt xanh Melafix, 2 giọt Strychnine vô, cho một cái hồ nhỏ nhỏ này, một cái thùng xốp nhỏ và nước bấy nhiêu các bạn. Và con cá từ từ tỉnh dậy và bây giờ nó bơi đẹp ngay cái hồ thứ tư á. Đó. Thì cái clip của nó bị bệnh hay là trị bớt anh vẫn post lên mạng cho các bạn xem rồi. Thì ở đây nó chỉ đơn giản là cá bị nấm là nhiều nè, mấy anh em trị không được, và nấm thủy mi nè. Như thủy mi là bây giờ nói thiệt chứ anh cũng trị không được. Nhưng được cái một năm nay về đây nha,
trừ khi lúc mà nó về anh đang xây dựng cái này thì anh không bỏ cá thì cá nó bị bệnh, nó chết nhiều. Còn riêng một năm nay chưa có con nào bị bệnh, trừ con đó bị hụt thôi. Tại vì các bạn phải nên nhớ cá là các bạn phòng bệnh nó, đừng có để trị bệnh. Bệnh là gì? Chỉ có những người mà đi nhập cá về á, cá nó vận chuyển yếu thì người ta mới trị bệnh thôi. Còn các bạn chơi cá rồi mà để con cá bị bệnh thì các bạn phải dừng lại xem chơi nước nè. Xem chơi nước thì các bạn qua hội cá coi, nó là trùm về nước, hội thủy sinh, nuôi tép, các bạn nó trùm về nước. Còn để bật lọc, dùng lọc hay là đèn không ạ? Đôi khi cá lóc không cần dùng, đôi khi không cần dùng. Còn nếu mà các bạn muốn dùng vẫn được, cá lóc nó rất là dễ ở chỗ đó ha. Rồi mấy cái phần đó thì để mấy anh em mình ngồi nói chuyện với nhau sau. Rồi định hướng về lóc trong tương lai và bàn luận cuối cho một cái giải thi đấu. Thì lóc trong tương lai thì anh nghĩ là nó phát triển rất là lớn, có nghĩa là anh đang muốn nó tiệm cận vào cái hội cá rồng. Cái người mà chơi cá rồng nó rất là hay ở chỗ là con cá rồng đó nó đâu có phải tên cá rồng đâu, người ta đặt nó tên cá rồng tự động, nó đắt khách bởi cái tên tự động, nó đắt khách bởi người Việt Nam mình, là người Việt Nam mình hay người Trung Quốc hay người Á Đông mình đó, là con rồng là con vật linh thiêng, con vật thờ cúng, nên khi con cá đó mang tên cá rồng thành ra con cá đó linh thiêng thờ cúng. Chứ còn con cá đó nước ngoài người ta ăn thịt bình thường à, cá mà, đúng không các bạn? Nên là người hai ở chỗ là người Việt Nam mình mà đầu tiên chơi cá đó mà đặt nó tên cá rồng á các bạn, nó mới hay đó, đặt tên cá đó. Và từ cái tên đó thành ra là nó quyết định số phận cá luôn. Và con cá lóc mình thì có thể là nó tên lóc rồi nên là nó không thể tiền nào mà bằng cá rồng được. Và để anh em mà để mà hội cá lóc mình nó phát triển như cá rồng á, bắt buộc mình phải trải qua vài chục năm là ít, và nó chỉ tiệm cận thôi các bạn, chứ không bao giờ nó bằng cá rồng được. Cá rồng thì có anh Hoàng Mạnh Long, anh nuôi sinh sản rồi anh phát triển phong trào, anh tổ chức cuộc thi rất là lớn đó. Thì anh hy vọng là sắp tới mọi người chứ không phải là anh chung tay vào làm giải, hoặc là không làm giải thì mình tổ chức thi online, mình làm gì đó cho anh em có sân chơi, và quan trọng cho người nuôi cá có cái khoe cá. Giờ các bạn nuôi cá đi, các bạn rất trông cho bạn bè tới ngắm khen cá đó thì cái giá trị của mình mới lên. Nên là mình phải có một cái giải thi, và cái giải thi cá thì anh có cái kinh nghiệm tổ chức giải bên Thế Hình rồi, thì chắc là cái ba rem đó anh sẽ lên cho mọi người luôn, và mọi người chung tay vào làm. Tại này là hội cá lóc chứ không phải là của riêng ai. Thì hôm nay cũng là cái việc quan trọng nhất để mình rút lại cái tiêu chí và cái giải chấm như thế nào. Trước tiên thì mình sẽ nêu ra cái ý kiến cá nhân để tổ chức một cuộc thi như thế nào nha. Cái ý kiến cá nhân của mình á, là bây giờ mà nếu mà tổ chức một cuộc thi á thì nó sẽ không giới hạn được số lượng cá. Và ví dụ như là mình bảo là thi size 10 đến 20 một nội dung, 20 đến 30 một nội dung, 30 đến 40 một nội dung, rồi trên 40 một nội dung, thì mình sẽ không quản lý được số lượng cá hết. Chính vì thế mình sẽ tổ chức ra một cuộc thi online trước, rồi sau đó mình sẽ chọn qua clip nè. Tất nhiên là khi mà thi thì nó sẽ có những cái tiêu chí, ví dụ như là hình trên lưng nè, hình một bên trái, hình bên phải, hình trước mặt, hình sau lưng, rồi clip không đèn. Nói chung là mình sẽ có quy định riêng. Qua mình sẽ chọn mỗi size vào ví dụ như tầm 10 bé chẳng hạn để vào vòng chung kết. Rồi vào vòng chung kết thì mình sẽ thi tập trung. Ví dụ như lúc thi thì mình có thể là thuê một cái khách sạn ở đâu khu vực trung tâm, hoặc là một cái triển lãm nào đó, bắt đầu mình mới đặt hồ ở đó. Và khi thi mình sẽ tổ chức thi đâu tầm khoảng cỡ một tuần. Việc thi là phụ thôi các bạn, việc chính vẫn là quảng bá ngay ngày hội đó, quảng bá cho người đi xem biết cá lóc là như thế nào, biết hoạt động cá lóc như thế nào, và thấy con cá đi thi nó đẹp như thế nào. Thì sau khi mình tổ chức online rồi, mình vẫn có giải trên online nha các bạn. Cuộc thi online là mình có giải nhất, 2, 3, 4, 5 gì đó rồi. Thì mình chọn ra 10 con đó vào chung kết, thì bắt đầu mình mới đi lấy số điện thoại từng anh em, bảo là có đem con cá đó đi thi được không. Và ở Thái Lan, ở Indo thì nó có 4 cái nội dung thi cá, nó chia theo size. Thì mình chỉ tham khảo thôi, mình không cần chia theo size nó. Thì ok, bây giờ mình có thể chia size theo mình là 10 đến 20, 20 đến 30, 30 đến 40, 40 đến 50. Còn đa số cá lóc ở Việt Nam mình trên 50 là toàn bộ nhập, nên mình không khó cần tổ chức thi.
đúng không? Thì mình có thể là mình tổ chức những cái size như đó thôi. Và cái tiêu chí chấm điểm của nó thì tại vì Indo nó đã tổ chức nhiều cuộc thi lắm rồi, nên là mình sẽ tham khảo phần thi nó. Ví dụ tiêu chí hàng đầu của nó là tiêu chí tương tác, là con cá bỏ vô hồ trên đó thi, ví dụ như mấy hồ này thì việc mà nó phải tương tác với người chứ không được nằm đáy, không được nhát, không được tung hồ. Đó là điểm cao nhất, điểm cao nhất nha. Đó thì điểm cao nhất của con cá cảnh là nó phải vậy. Con cá cảnh nó khác với con cá ngoài tự nhiên, cá ăn thịt là ở chỗ đó mà, nó chưa cần biết đẹp hay không nhưng mà nó phải là tuần người đã. Rồi cái việc thứ hai đó là cái người Indo họ rất là chuộng cái thanh ba. Cái ba của nó là mình gọi là vạch đó các bạn, thì nó phải đều hai bên, có nghĩa căng xứng hai bên và đều. Và cái thứ tư đó là cái thứ ba đó là vảy. Vảy của nó không phải là nhiều hay ít, mà vảy nó phải xếp đều trên những cái thanh ba đó, xếp đều trên những cái thanh ba đó, chứ không phải là một thanh ba rất nhiều rồi một thanh ba ít đó. Nó chấm điểm như vậy. Rồi cái tiếp theo đó là body của nó phải cực kỳ cân đối các bạn. Cân đối ở đây là nó sẽ không chơi theo sột nè, nó không chơi theo quá dài, nó không chơi quá dài người ta gọi là long kiếp á các bạn, nó không chơi theo quá body quá dài, hoặc nó không chơi theo body ngắn, hoặc là không chơi body sumo, nó chỉ là cân đối thôi. Đấy. Rồi thì cái body đó nó sẽ sát luôn cả tay bơi vây rồi mọi thứ cân đấu, rồi sau đó là nó sẽ tới màu đó. Thì cái thang điểm nó sẽ chấm, thì để mà công tâm hơn thì mình sẽ chấm cái thang điểm đó thành thang điểm 100 nha các bạn, để chấm điểm con cá. Và cái hội đồng trọng tài của mình sẽ gồm ít nhất là 9 người. Ít nhất là 7 người và nhiều nhất là 9 người. Trọng tài thì chắc chắn là lẻ các bạn. Và phiếu chấm sẽ loại bỏ phiếu nhất và phiếu cuối cùng. Có nghĩa là cái người đó chấm con cá này đứng nhất và người kia chấm con cá này đứng chín. Ví dụ có 9 trọng tài, người chấm con cá đứng 1, người chấm con cá này đứng 9. Hai cái phiếu đó là mình loại ra ngoài. Loại ra ngoài để tránh trường hợp là người ta chấm cho bạn bè hoặc là chấm cho cá của mình, là mình sẽ loại cái phiếu đó. Nhưng mà loại cái phiếu đó là chỉ có cái hội đồng trọng tài bên trong được phép loại thôi các bạn. Và từng trọng tài chấm điểm sẽ riêng biệt, không ai được thấy điểm của nhau. Và tất nhiên là cái hội đồng trọng tài ở trong đó mới biết là trọng tài nào chấm cái gì thôi. Có nghĩa là trọng tài chấm thì sẽ 7 đến 9 người, rồi hội đồng trọng tài nữa là từ 3 đến 4 người nữa các bạn. Mọi điểm sẽ được công khai ra sau, nhưng mà sẽ cho các bạn biết là con cá nó được bao nhiêu điểm như thế nào. Và sau khi thi xong thì cá sẽ được chụp hình và làm một cái bản chứng nhận nha các bạn. Và hàng năm mình sẽ tổ chức bán đấu giá những chú cá đó luôn. Thì các bạn có thể là chủ nhân là sẽ giữ số tiền. Ví dụ con cá này 10 triệu, 20 triệu, nhưng khi đặt giải thì nó khác các bạn. Nó có thể lên 40-50 triệu bình thường, tại nó đặt giải mà. Đó, thì mục tiêu là mình đưa những cá đẹp ra cho khách hàng họ biết. Cái thứ hai là cho con cá nó càng ngày càng giá trị lên. Thì sau đó mình sẽ làm cái giấy chứng nhận nha. Và có hai giấy chứng nhận, đặc biệt có hai giấy chứng nhận cho cá. Một giấy chứng nhận về cuộc thi cho cá, thì cái người mà sở hữu con cá lúc đó đi thi sẽ giữ mãi mãi. Và một cái giấy xác nhận là con cá này vô địch năm 2022, 2023, 2024 gì đó để bán sang tay. Có nghĩa là em bán cho người một thì em phải bán luôn cái đó, để con cá đi đâu là cái tờ đó ở đó. Có nghĩa là có hai tờ, một tờ là của chủ và một tờ là của cá. Đấy. Thì mình sẽ cố gắng mình làm trau chuốt cho con cá, và khi đó thì mình sẽ bắt đầu gắn chip cho cá. Khi con cá đạt giải là mình sẽ gắn chip cho cá các bạn. Đó, bắt đầu như vậy ra, từ đó là cá lóc cảnh của mình nó sẽ có vị thế như cá rồng mẹ. Đó thì mình sẽ làm từng bước. Cái này là một cái lộ trình dài và yêu cầu mọi anh em chung tay, chứ không riêng vì một ai hết. Và tất nhiên ai cũng phải mưu sinh, cũng phải công việc riêng, nhưng mà mình dành chút ít thời gian hoặc dành chút ít công sức để mình làm ra. Và cái nữa đó là lúc mới chơi hay là chơi lâu thì tất nhiên khi kinh doanh á, anh em sẽ đụng nhau nhiều. Thì mấy cái chuyện đó thì anh em sẽ hạn chế bớt. Tại vì kinh doanh bây giờ á, nó khác như ngày xưa, mình không có đụng vậy nữa. Mà mình kinh doanh tốt là khi nào mình chất lượng cá mình tốt, chăm sóc khách hàng mình tốt,
thì tự động khách hàng mình sẽ tới, chứ mình không cần phải phải dùng drama hay như thế nào để mà chia rẽ hội lóc nha. Rồi thì đó là những cái phần mà mình sơ lược hôm nay. Và cái mục quan trọng tiếp theo đó là Tiến sẽ xin phép anh em hôm nay vào lúc 11 giờ đấy, 10 giờ 55 phút ngày 13 tháng 11 năm 2022, thì Tiến xin thay mặt cho anh em tuyên bố hội cá lóc cảnh Việt Nam chính thức ra đời. Và các bạn nhớ là giống như cái, nếu mà không có chỗ nào thì các bạn cứ nhớ một cái địa điểm như ở chỗ đây đã chứng kiến một cái làm chứng cho mình giống như khai sinh ra hội cá lóc cảnh Việt Nam á. Và tiếp bước theo đó là Tiến sẽ đi làm các cái thủ tục giấy tờ để cho nó có cái danh phận, cho nó có cái giống như là hội cá rồng các bạn, cho nó có hiệp hội luôn. Và khi cái hiệp hội mình ra đời rồi, có giấy tờ chứng nhận rồi, thì mình mới tổ chức cuộc thi được các bạn à. Và khi cuộc thi đó, chứ không cá này mà nó đem tới cái là công an nó thu, nó bảo là cá ngoại nhập ngoại lai rồi gì đó thì mệt. Đó thì tổ chức cuộc thi cũng phải xin phép nhiều thứ lắm. Thì cái vấn đề đó thì để Tiến lo cho. Thì cái vấn đề đó Tiến đang làm từng bước, gửi hồ sơ thì Tiến gửi hết rồi. Nó còn xét duyệt là tầm 2 năm thì Tiến gửi được hơn 1 năm rồi các bạn. Thì chắc là trong năm sau thì có giấy tờ thôi. Và có giấy tờ xong rồi thì cái giấy tờ đó sẽ công bố đến tất cả các bạn. Và khi mà cái hiệp hội đó ra đời á, thì chắc chắn nó sẽ bầu cử là chủ tịch hội nè, phó chủ tịch là ai nè, thường trực ai, nó phải tại nhà nước rồi các bạn. Và nó phải như vậy. Thì cái đó thì lúc đó thì sẽ họp mặt lại anh em, chắc là họp ra Sài Gòn chứ không họp ở đây xa xôi anh em, tội quá. Thì họp lại Sài Gòn và bầu ra. Thì tất nhiên là Tiến sẽ không làm, nói trước cho anh em luôn, để anh em thì sau này khỏi phải hỏi lăng tăng hay là khỏi phải nói là Tiến mở ra để thâu tóm gì hết. Tiến sẽ không làm, tại Tiến kinh doanh nhiều thứ nên là nắm mấy cái đó là cũng không tốt. Tiến chỉ là một người chơi thôi, và chưa có anh em nào lên tiếng thì Tiến lên tiếng để đề xuất cho anh em thôi. Và khi đó thì anh em nào thấy ai đủ tầm đủ sức làm thì mình bầu lên. Tại cái hội cá lóc cảnh Việt Nam là của Việt Nam, chứ không phải là của Tiến hay là của Lì hay là của Trách Nam hay là của bất kỳ ai ở đây á, không phải của anh Việt hay là ai đó, là toàn bộ ai chơi cá lóc, ai thích cá lóc là cái hội đó của từng người đó rồi. Thì khi nào có giấy tờ á, thì Tiến sẽ thông báo cho mọi người biết nha. Rồi về chắc là cái phần mà Tiến nói đã xong rồi. Còn bây giờ mà nếu mà anh em nào có ý kiến hoặc là câu hỏi hoặc là thắc mắc hoặc là góp ý như thế nào thì cứ nói lên cho để mọi người trao đổi nha. Rồi yên tâm đi, mình đặt cơm 1 giờ rồi. Nên là hỏi thoải mái đi, đói rồi xíu nữa ăn nha. Cái giọng anh hơi thế là tại vì mấy nay bị cảm á. Rồi. Ok, ai hỏi gì không? Nam có hỏi gì không? Hả? Muốn cái gì? Đàn ông không thì muốn gì anh? Hả? Đàn ông muốn gì? Đàn ông này nó quái dị lắm, nó không phải đàn ông. Anh nói thế là sao? Hả? Mình phải hiểu chứ. Hiểu là sao nữa? Rồi bây giờ anh em nào có ý kiến gì không, hay là có cái đề tài gì để đưa lên cho anh em phát biểu không? Không, em phải quay hết chứ sao quay anh không vậy? Sao? Gỡ ở đây sao anh? Cái quá lời ơi. Alo. Cũng xin chào tất cả mọi người. Thì cũng có một số bạn là chắc cũng chưa biết Lì, thì mình cũng xin tự giới thiệu là mình là Lì Cá Cảnh. Thì cũng xin chào tất cả mọi người ha. Xin chào mọi người. Thì hôm nay thì cũng có nhân dịp là anh em mà mình họp cái hội lóc hôm nay thì cũng có nghe phát biểu của anh Lê Dân Tiến á. Thì cũng thay mặt cho tất cả mọi người là cảm ơn anh. Thì chúc hội cá lóc cảnh Việt Nam của mình ngày càng phát triển và thành công hơn, và sẽ thu hút được
nhiều người hơn trong giới hội cá lóc này, và chân thành cảm ơn mọi người. cũng hơi lập bập đúng không? Dạ thì cũng nói gì nữa đi ta. Rồi cảm ơn tất cả mọi người. Anh Việt lớn rồi. Trời ơi, bây giờ nói vậy nha. Là có nhiều anh em mua bán cá, thì thứ nhất là mấy anh em nên lên đây phát biểu vài câu để cho mọi người biết mặt. Cái thứ hai là tay nhội này để cho cái độ uy tín của mình nó cùng có mọi người chơi cùng biết chứ. Tất nhiên sau buổi hôm nay á thì các khách bay rồi các cái group thì mình sẽ đưa thông tin lên hết, nhưng là hầu như là ai chơi cá lóc cũng sẽ biết các bạn, thì tốt nhất là các bạn nên chia sẻ gì đó cho mọi người, hoặc là đơn giản như là mình đây mình chia sẻ là mình chơi mình thích cá như thế nào và mình chơi cá từ bao giờ thôi là cũng được rồi. Rồi anh Việt, mời anh. Cảm ơn. Xin chào các bạn, chào anh em. Mình tên là Lê Hoàng Việt, ở trong giới cảnh là Lê Việt. Chào anh em. Chơi cá lóc nói chung là đam mê rất là lâu rồi. Mình chơi cũng được lượt với Tiến cũng được mấy năm rồi, cũng có buôn bán để xây dựng góp thêm cái niềm đam mê của mình đó. Ngày đi là cũng thích lóc, biết cái con cá lóc này á từ anh Ken Nhi. Anh Ken Nhi lúc đó là rất là đam mê con cá lóc nước ngoài đó, rồi tìm hiểu rồi đam mê rồi nó dẫn tới cái con đường ngày hôm nay, rồi rất là đam mê về lóc, tất cả các con lóc đó. Thì hôm nay được cũng đến để buổi họp mặt chia sẻ cùng anh em về đam mê về lóc, lóc cảnh Việt Nam mình chỉ mong là nó được thăng tiến phát triển hơn, chứ nó đừng thăng trầm cái gì. Có một số anh em nói cũng là nó có một cái gì đó không tốt, mình không thích. Thì em thì em cũng rất là lóc thì chơi rất là lâu rồi, thì cũng muốn là anh em là để hướng phát triển đi lên thôi, cũng không muốn cái drama gì hết á. Thì có gì thì anh em mình có thể hỗ trợ chia sẻ lẫn nhau để đi đến con đường phát triển, cũng như là Tiến nói là tổ chức một cái cuộc thi đó, cũng rất là hay để anh em là mình phát triển về cái cách chăm sóc lóc này Việt Nam mình để thi lên, rồi chia sẻ nhau về cách trị bệnh để lóc phát triển hơn. Em xin hết cảm ơn anh em rất là nhiều, mong là hội lóc Việt Nam mình sẽ thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Cảm ơn Việt nha. Rồi anh muốn nói gì với họ lắm không? Là một YouTuber nha các bạn. Và để cho Tiến để dễ nói chuyện đi, thì Tiến sẽ hỏi anh vài câu. Thứ nhất là anh giới thiệu tên, rồi kênh của anh như thế nào, rồi mọi người đón chờ cái clip hôm nay nha, là sẽ khi nào phát hành đấy cho mọi người biết, và các bạn muốn xem những hình cá lóc hay là những clip về cá lóc thì các bạn sẽ vô kênh của anh nha, để anh giới thiệu nha. Rồi cảm ơn em. Ok, xin chào mấy anh em ha. Thì mình là Nam Ngô, thì chắc chắn ở đây chắc có mình là không có trong chơi cá lóc thôi, mình là chuyên về bò sát, nhưng mà sau này cũng đi review tất cả các dòng luôn, thì cũng đã qua chỗ của Ali, của Trắng Nam review về cá lóc rồi. Thì dưới góc độ một người làm nội dung á, và quay nhiều dòng bét á, thì mình thấy là cái thời điểm này là mọi người đang rất là hứng thú với cá lóc luôn, bởi vì cái lượt view so với những cái dòng bét khác á, thì cái lượt view của cá lóc nó khá là cao. Thì hôm nay rất là vinh dự được mấy anh em mời tới đây tham gia cái buổi offline này, và nghe những cái chia sẻ của Tiến với lại anh Việt mọi người, thì mình thấy rất là hay. Bản thân mình cũng là một người thích làm phong trào, cũng chơi, xuất phát là người chơi, không chuyên về mua bán, thích làm phong trào, thích làm cho cộng đồng sung lên, tất cả mọi người đều phát triển lên. Thì mình thấy cái định hướng về mặt lâu dài của anh em vạch ra thì mình thấy rất là hấp dẫn. Nó có cái chiều sâu, nó có cái sự liên kết
đường dài thì thấy rất là hấp dẫn á. Thì chúc cho anh em mình là ngày càng phát triển hơn nữa với cái đam mê của mình, sẽ đi xa được hơn. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Video clip này thì sẽ chắc cỡ qua tuần sau. Tuần sau sẽ lên clip ha. Thì mong mọi người đón xem và sẽ cùng chung tay làm cho cái phong trào nó phát triển hơn. Thì thật ra mình cũng là một admin của một cái bộ môn thì phát triển cũng rất là mạnh so với cá lóc đó. Thì tại vì cũng nó nhiều năm hơn thì nó cũng sẽ có những cái vấn đề mà sẽ gây khó khăn cho cái sự phát triển của phong trào. Thì cái những cái khó khăn này đôi khi là chính bản thân chúng ta tạo ra. Thì đó là thiếu đoàn kết và nó không có tiếng nói chung, thiếu cái định hướng phát triển chung. Thì mình cũng mong là những anh em ngồi ở đây sẽ có cùng cái tiếng nói chung, cùng đoàn kết để mà nó phát triển hơn nữa. Chứ còn một người đi lên, còn người kéo xuống thì nó làm cho chúng ta chậm dinh tại chỗ. Ok, mình có vài lời vậy thôi, cảm ơn mọi người. Lớn nhất đó các bạn. Và đang mong mê làm thêm 100 mùa nữa. Đang chạy tới sự thật. Nam xin chào tất cả anh em trong cộng đồng lóc nha. Thì để mà cơ duyên mà Nam đứng ở đây để mình có thể là giao lưu với mọi người, thì cái biết ơn đầu tiên đó là anh em. Thì quay lại cách đây khoảng tầm 2 năm là Nam có xem những cái kênh của anh Tiến chia sẻ về cá lóc cảnh. Thì lúc đó mà Nam còn đang làm một cái công việc khác, thì bắt đầu trải nghiệm từ từ về cá lóc cảnh. Sau một thời gian dài khoảng tầm 8 tháng thì Nam mới chốt là mình sẽ là đi xa với cái đam mê này của mình. Thì ban đầu thì có thể là lúc mà Nam học tập kinh doanh á, thì có thể là rất ít người có thể là biết Nam qua các cái mạng truyền thông. Tại vì cái thời điểm đó mình chơi và mình mới ra kinh doanh, thực sự là mình chưa có nhiều được cái kinh nghiệm, về cái vốn kiến thức để mà có thể là chia sẻ cho anh em một cách đúng đắn nhất. Thì cho tới tầng sau này, cách đây cũng tầm vài tháng thôi, thì có thể là mọi người mới bắt đầu thấy Nam nhiều trên các cái nền tảng xã hội như là TikTok hay là YouTube. Thì hiện tại cũng không quá nhiều lắm đâu, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì Nam cảm thấy mình có thể là đã đủ những cái kiến thức mà để mà có thể hỗ trợ những anh em người chơi mới để làm sao có thể là nuôi được một con cá đẹp và nó an toàn. Thì đối với những cái tiêu chí như vậy là đã đáp ứng được những người mới rồi. Và cái mục tiêu cốt lõi là làm sao để mang lại được cái giá trị lớn nhất cho cái cộng đồng cá lóc cảnh tại Việt Nam, giống như anh Tiến. Tại vì Nam nhìn theo cái gương của anh Tiến như là ảnh cho đi rất là nhiều, ảnh đóng gói rất là nhiều cái nội dung mà mang ra rất là nhiều cái bé cá về Việt Nam để cho anh em trải nghiệm. Thì trong cái thời gian sắp tới cũng vậy, Nam cố gắng làm sao mà mình chia sẻ được hết sức có thể những cái gì mà mình có, mình hiểu biết, mặc dù có thể là nó không nhiều, nhưng mà Nam nghĩ chắc chắn là nó sẽ tạo được một cái giá trị chuyển đổi nào đó. Thì trong cái vấn đề kinh doanh cá lóc cảnh tại Việt Nam, ở thời điểm hiện tại, Nam có thể làm ra sao? Và cái Nam thấy được một điều á, là cái thị trường cá lóc cảnh hiện tại ở đây nó đang gặp một cái biến động. Thì nó nằm chung ở lại cửa hàng với nhau, mình kinh doanh. Thì kinh doanh đã là kinh doanh thì thương trường là chiến trường, thì bắt buộc nó phải cạnh tranh rồi. Nhưng cạnh tranh như thế nào là đúng, và mình làm nó có tính như thế nào là đúng. Cho dù anh em mình ở ngoài thị trường, có lắm anh em cửa hàng ở đây có thể là cạnh tranh với nhau ở trong cái việc mà buôn bán kinh doanh, nhưng mà về những cái vấn đề về cái sự mà tồn tại các lóc cảnh thì nó ảnh hưởng chung hết tất cả mọi người trong cộng đồng. Nên cái việc mà Nam mong muốn ở đây á, là anh em mình dùng như thế nào thì những cái vấn đề mà để làm sao cái cộng đồng cá lóc cảnh Việt Nam nó phát triển bền vững đó, thì mình cần một cái sợi dây liên kết giữa từng mắt xích, từng con người với nhau. Thì cái mục tiêu cuối cùng của bên Trắng Nam á, thì làm sao để mà mang được là cái kiến tạo cái cộng đồng cá lóc cảnh Việt Nam thịnh vượng như những cái cộng đồng thú chơi khác. Thì đó là những cái chia sẻ của Nam. Cảm ơn rất nhiều. Thực sự là không biết là cái nội dung sắp tới là mình sẽ làm gì. Tại vì thật sự là có rất là nhiều anh em mình đã trao đổi với nhau online qua những mạng xã hội, nhưng tới tận thời điểm hiện tại mình có thể là mới có cơ hội là để mà giao lưu và gặp mặt trực tiếp. Chẳng hạn như những anh Việt đây thật sự cũng chưa có cơ hội để mà gặp mình, anh em mình nhậu nhẹt hay là cà phê chắc anh em nhiều ở đây đó, cũng anh em người chơi nữa. Thì nhân cái dịp này thì có thể là sau này mình ngồi lại mình nói chuyện và ăn uống nhậu, đại loại ăn nhậu đi đó, hay là cà phê đó, để mà mình gọi là
càng ngày càng gần nhau hơn, đúng không? Cùng biết, nhau cũng phát triển. Ok, cảm ơn bạn. Nhiều nhất là chất phước nha. Cảm ơn Nam nhiều nha. Rồi, chúng ta lời đầu tiên này cho Phước cũng cảm ơn anh em thì cũng đã không ngại cái đường xa xôi rồi đến tại một cái vị trí mà thật sự rất là xa ở Bình Thuận, tại nhà, tại quán cà phê của anh Tiến. Và nơi đây thì cũng anh em cũng thấy rồi, mình trưng bày khá nhiều cái lắp cảnh. Thì trước đây nó giống như là những anh em khác thôi, mình cũng là đam mê chơi bét, rồi đam mê chơi cá cảnh, rồi chim cảnh. Nhưng mà tới cái thời điểm năm 2018-2019 bắt đầu mình tham gia vào cái môn lắp này nè, thì giống như là anh Lê Việt nói, cái thời xưa là Phước cũng từ là Kenny mới biết đến lắp. Và mình mua về thì mình nuôi theo kiểu là nuôi để sống, chứ còn nuôi mà để đẹp thì thật sự con cá mình nuôi 2 năm nó có 1-2 cái bẫy. Thời điểm đó chơi bẫy rồng một con Kalimantan, mà mình nuôi nó không có một cái kinh nghiệm gì về kiến thức về chơi nước hay là về làm sao để ra quẩy rồi làm sao lên màu. Mình chỉ là nuôi cho sống và cho nó ăn thôi. Thì sau này thì cũng lướt trên Facebook thì cũng thấy những hội nhóm rồi bắt đầu mới biết anh em và đồng bào mình tham gia. Và cũng từ cái ngày đó mình dấn thân sâu hơn vào cái con lắc này, và bắt đầu thì mình chơi nó tìm tòi hơn, tìm hiểu hơn, học hỏi kiến thức. Rồi bên cạnh thì tìm hiểu đó thì mình về mình phải trải nghiệm, mình test thì mình hỏi người này một kiến thức, người kia một kiến thức về mình chơi. Mà nhưng mà mình sau khi chơi mình mới đúc ra được cái kinh nghiệm của bản thân mình, và mình chơi. Và bây giờ thì mình cũng đang truyền lại cái lửa, truyền lại cái đam mê cho những anh em đi bên dưới. Thì sau những cái thời gian mà mình gọi là thăng trầm cuộc sống 2 năm dịch vừa rồi, thì lắp có đôi lúc thì phát triển rất là mạnh, thì đôi lúc phát triển lại là bị trùng xuống. Và nhưng thời điểm ngày hôm nay thì anh Tiến cũng đề xuất ra cái kinh nghiệm, rồi anh em mình họp mạch, mình biết nhau hơn về những shop cá cảnh như là của anh Việt, anh Lì, rồi Nam, rồi là có Đình Thiên, không biết là Đình Thiên của mình đi đâu mất rồi. Thì hôm nay thì là cũng gặp mặt được nhiều anh em rồi, anh em những anh em người chơi. Bên cạnh đó như có một anh mới kia mình không biết, mình mới nghe nói là anh Trung Lê cá cảnh gì bên quận 7, đúng không ạ? Rồi có thêm nữa là Hải, rồi anh em là Duy Dương, rồi một số anh em. Thì hôm nay mình ngồi lại rồi anh Tiến cũng đã chia sẻ về cái lịch trình phát triển của lắp, và mong muốn trong tương lai mình làm gì cho con lắp, và mình góp phần vào trong cái cộng đồng như thế nào. Thì Phước cũng mong muốn là anh em mình mỗi người truyền một cái lửa cho một người mới, và một người mới và tiếp tục truyền lửa cho một người mới, và mình cùng nhau nắm tay mình phát triển được cái phong trào này. Hiện tại thì lắp nó chưa có một cái gì gọi là cả, nó mới gọi là nhóm nữa. Thì hôm nay thì rất cảm ơn anh em đến đây để dự chương trình, và mong là mình cùng chung tay lại và phát triển hơn nữa trong thời gian sắp tới. Thì chương trình thì ngày hôm nay là chắc là còn nghĩ là khá dài, nên là anh em mình cứ thảo luận với nhau, anh em có chia sẻ một kinh nghiệm nào thì mình mời lên đây ha Nam ha. Mọi người có một kinh nghiệm à, với lại đặc biệt là lúc nãy anh Tiến có nhắc đến cái mắc trò mê công á, thì thực chất trước đây anh Tiến có mua một con mê công hiện tại là vị trí kia. Thì lúc đó là mình mua của Indo về thì mình chơi. Nhưng mà khi Phước về Gia Lai, Phước có ngồi trò chuyện với một số anh em là người đi rừng, thì là em đang bán cá cảnh, thì người ta cũng bất ngờ vì cái công việc trước đây của Phước là làm cái nghề khác, lại dấn thân vào cái bán cá cảnh, thì mọi người rất là ngạc nhiên. Khi đó thì anh ấy mới nói là ở mình là trước đây có một con loài cá nó rất là đặc biệt và sai kích thước lớn. Mình nói là ở mình giờ còn không ăn, nó nói là ở bên Lào anh gặp rất là nhiều. Mà ở sau khi đó thì mình cũng không hình dung được là nó ra sao. Thì sau đó thì anh mới cho mình xem cái hình ảnh, thì mình đúng là cái con lóc bắt vào mê công anh Tiến là đưa về. Và sau đó thì mình tìm tòi ở những anh em Tây Nguyên, rồi ở trên hội câu, thì mới phát hiện ra được ở số tỉnh Tây Nguyên mình còn, nhưng mà số lượng rất là hạn chế. Và anh em nào muốn trải nghiệm ở shop cá ở đây, sắp tới là Phước nghĩ là Phước sẽ gửi tặng đến những anh em chủ shop ở đây mỗi người một cá thể mắc bò Mekong. Và cái dòng này là dòng khai thác được ở biên giới Lào và Việt Nam, và đặc biệt là ở Gia Lai và Kon Tum. Thì mình sẽ gửi đến anh em trải nghiệm thử xem thì cái dòng mắc bò của Việt Nam mình nó có đáng chơi không, và nó sẽ như thế nào. Thì là mình gửi đến anh em một con thì giá trị mà để mang về thì về tinh thần thì nó rất là cao, chứ còn về mặt vật chất thì nó cũng không đáng, cho nên là mình gửi tặng đến anh em. Và anh em nào có chương trình gì tiếp theo thì Phước xin mời lên đây. Rồi Phước xin cảm ơn mọi người. Không cần lọc cũng không cần phải hù quá rộng đó, và để nuôi con lọc thì các bạn nên cho có những cái gì đó, cây cùng nước đó nó bám vi sinh được, ví dụ như rễ bèo này, hoặc là nầy này, hoặc là lúa này, thì vi sinh nó tốt. Và mình căng vi sinh bằng cách là mình cho ăn
chứ cái hồ nhỏ mà các bạn cho ăn nhiều thì chắc chắn nước nó sẽ dơ, phải vệ sinh ra bệnh. Cái đó tự động từ từ các bạn chơi cân bằng. Còn mới chơi về cá thì các bạn nếu mà nước máy hoặc là nước giếng thì nước giếng thì kim là nặng nhiều, nước máy thì clo, thì các bạn xử oxy thử lên thôi một ngày là xong, hoặc là mua mấy loại thuốc thử nước ở tiệm cá cảnh thì các bạn thử thôi đó. Rồi ghép cặp thì sao? Thì anh ghép nhiều rồi các bạn, chắc không ai ghép đi ghép nhiều, tại vì cái đó là cái thú vui của mình muốn ghép, mình muốn chinh phục. Anh ghép nhiều rồi, chết nhiều rồi các bạn, đánh nhau mẻ trắng nhiều lắm rồi. Thì để ghép cặp á thì bây giờ dễ lắm, dễ ở chỗ là các bạn phải có điều kiện mua nhiều cá, nhiều cá gì bỏ nhau, các bạn không có giới tính, không lẽ mua nhiều câu rồi không lẽ không có được con lái này bỏ chung vô đó, tự động nó bắt cặp các bạn, tự động. Nếu mà các bạn bỏ một con trống với con mái nha, nó rất là khó ghép cặp hơn là các bạn bỏ một con trống một mái nó với là nhiều cá trong mùa. Cái tính lãnh thổ của nó rồi kiểu như nó tìm bạn tình nhiều hơn trong cái cộng đồng đó các bạn, nên là khi mà mình ghép nhiều con thì cái tỷ lệ thành công nó cao. Còn nếu các bạn muốn ghép tự chơi tự ghép thì các bạn chuẩn bị một con mái và nhiều con trống. Tại như các bạn đi cua gái cũng vậy thôi, đa số cái đứa con gái nó chọn thằng nào đẹp trai thằng nào giàu có thôi, chứ không thường các bạn không chọn, thường con gái nó chọn. Rồi là động vật cũng vậy, mấy con ví dụ như dương hay con gì đó là nó phải đánh nhau đã đời luôn, con nào sống con nào phải mạnh thì mới được phép tiếp cận con mái đó. Thế này cá lóc cũng vậy, một con mái thôi nó sẽ chọn những con trống, mà con nào nó hợp với nó thì nó chọn. Đấy, nên là các bạn chỉ cần một con trống rồi bỏ con áo cũng xin lỗi một con mái là bỏ con trống nó vô, nếu mà bị đánh thì dớt trống nó ra thay con trống khác vào, cứ vậy á. Thì lần nào ghép cặp là một cái mà thú vui nó hơi tốn tiền và nó đau khổ nhiều lắm, thì chết cũng khá nhiều. Riêng con lóc mà nó phóng ra ngoài á bạn, nó tụt nhớt các bạn dễ cứu hơn là con lóc mà bị cắn tụt nhớt. Thì trong cái răng con cá lóc á hình như là chắc nó có loại vi khuẩn hay là độc vậy ạ. Các bạn để cá lóc cắn đi, nó cày tay sơ đi mà nó rát rất là lâu. Nó rát rất là lâu nên bạn nghĩ là trong cá lóc nó sẽ có loại vi khuẩn nào đó. Nó có đánh răng đâu anh. Nó ngậm Listerine không à. Rồi đó là một số câu hỏi thông thường. Còn nếu mà anh em nào có câu hỏi hay là muốn chia sẻ gì đó thì cứ lên, mình còn thời gian dài mà. Thiên chuẩn bị giùm anh phiếu bắt anh đi. Mọi người giơ áo lên đi mọi người ơi. Trời ơi, hai người nó trúng hết trơn. Không được. Thôi nhỏ nhỏ rồi. Anh em chúng giải số 1, anh em đứng ra chụp một tấm hình nha. Ê, còn giải bull chưa có bộ nào bắp không? Đúng rồi. Ba bull là số 3. Bull là số 3. Hết rồi hả? Rồi anh em ổn định chụp một mô hình rồi để cho trao giải tiếp theo nha anh em. Hai ba cười. Ok ok. Rồi okay. Bây giờ là đơn hàng trên 1 triệu. Bây giờ là số 2. Rồi anh em nào có số 2 à?
Có ăn có nói có gói đem về luôn nha các bạn. Đi chơi có quà luôn. Ô, số 2 luôn. Số 2 rồi, đủ. Là bốn người mình trúng số 2 đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nha, là nếu mà giải mình là một bé ăn trâu thì nếu mà các bạn mà đi riêng á thì xíu nữa mình sẽ bắt riêng cho các bạn. Nếu các bạn đi chung với Đường Thiên á thì mình sẽ bỏ mặt chung cho Đường Thiên, bỏ về Sài Gòn xong Sài Gòn sẽ đóng oxy cho từng bạn. Hoặc là nếu mà các bạn đi chơi đâu đó thì các bạn có thể cứ đi rồi khi nào các bạn về nhà thì Thiên sẽ xếp cá xuống nhà sao cho các bạn cũng được, tại vì nó là cá sống này mà tùy thuộc vào các bạn lựa chọn không, miễn sao là nó tiện nhất cho các bạn thôi. Rồi ở đây thì mình không tặng cá trực tiếp nhưng mà các bạn phải hiểu đây là được mỗi bạn được một con canh trâu đây nữa. Một con cá rồi. Chúc mừng. Rồi bây giờ qua đây Thiên ghi lại số điện thoại của năm mà có gì rồi mấy anh em mình rồi thank you anh em. Dạ, rồi, cảm ơn tiếp theo là số 3 thôi. Đây đem về bạn nào. Bạn nào nuôi cá lóc tặng lại luôn. Đúng rồi. Không đợi ảnh cái dịp mà tăng tất niên mà tô tò hết tổng. Còn đợt đó nữa tô tò lại. Gì sắp rồi nè. Mấy tuần nữa là Tết mất tiêu rồi. Ok các bạn, đây là khuôn viên của Vũ Cà Phê ha. Thì ở đây là quán cà phê của Phước với lại Tiến chủ quán là Tiến. Thì ở đây là quán cà phê rồi Tiến, cái góc hồi nãy mình offline là cái góc chơi cá lóc trong kia ha. Quán cà phê rất là rộng đẹp. Đây là hồ bơi này thì cũng của thuộc trong quán luôn. Hồi sáng lúc mà mình mới tới ốp á thì là các em thiếu nhi của các trường học thì đang tổ chức thi bơi lội ở đây, rất là vui, rất là nhìn nó rất là năng động, rất là thể thao ha. Thì có một cái không gian để cho mọi người tới cà phê thưởng thức, rồi có cái khu để cho các bạn nhỏ có thể bơi lội vận động, trong kia có các cảnh ngắm rất là hấp dẫn luôn. Thì bây giờ là buổi ốp coi như là về cơ bản là xong, anh em chia sẻ những cái đam mê rồi cái cũng như hướng dẫn cách chăm sóc rồi điều trị các bệnh cũng như là cái định hướng đường dài cho cái bộ môn cá lóc này. Thì bây giờ chúng ta chuẩn bị vô chụp tấm hình lưu niệm. Thì có một cái rất là hay là anh em sẽ, Phước có chia sẻ là sẽ lấy ngày 13 tháng 11 lại làm cái ngày gọi như là hàng năm sẽ tổ chức offline thi cử rồi cho mọi người. Thì đó rất là hay luôn. Ok, giờ mình vô xin chụp ké tấm hình. Tập hợp. Cung. Hai hàng nha. Ông luôn ra mua trước đi ông. Lấy hết không? Để mọi người lại nè. Xin chào quý. Lấy hết không? Anh Ly gọi. Quý, lên nằm dài ra. Trời chết luôn á. Còn người cao ứng. Vô lại em. Rồi. Đắp nổi à? Đắp tay, đắp tay. Đã khỏi gì luôn. Anh dính vô, Đưa thơm ấp lên này. Rồi ok. 2, 3. Ok. Ok. Được, nhưng mà lưng bị chói sáng nên là chứ không phải là gì ấy đâu. Ngược sáng. Đi luôn ha. Rồi, thôi cảm ơn anh em nhiều lắm nha. Đưa trước, có gì về Sài Gòn gặp lại. Dạ rồi, ok. Rồi, bye bye anh em nha. Bye bye. Ok, bye bye. Ok. Rồi, rồi. Cảm ơn anh em nhiều nha. Rồi, quá vui luôn. Rồi, cảm ơn anh nha. Ok, cảm ơn em. Dạ. Anh giao hàng đúng không? Ok các bạn, thì trong cái sẵn một chuyến đi ra Phan Thiết Bình Thuận cái này thì mình có hẹn hò vài người bạn nữa để ghé đó, thì cũng sẽ có những cái nội dung nó cũng sẽ hấp dẫn để quay lại gửi đến mọi người ha. Ok, bye bye.